chương 1122, họa thủy đông dẫn một. Đúng vậy a, à, đám phế vật này chỉ bằng lực lượng mấy tông chúng ta cũng có thể quét ngang. Làm sao có thể tạo thành uy hiếp đối với xích đỉnh trung vực chúng ta? Quả thực đúng như bọn họ nói, tất cả các tông trong vạn tượng cương vực hiện tại đang sức đầu mẻ chán. Hạng vấn thiên ở trong trận pháp mặt đen lại nhìn ra bên ngoài, thế nhưng lại không có cách nào làm gì được. Đối phương dùng âm thanh công kích, đại trận căn bản vô dụng. Bọn họ muốn đổ máu cũng không có điều kiện người ta căn bản không tốn một binh một tốt nào. Cường giả hoàng cảnh, thật sự quá mạnh. Hai mắt hạng vấn thiên đỏ bừng, thời điểm này hắn cũng biết. Bất kể là tiêu giao tông hay là Bắc minh tông đều không trông cậy được vào. Hy vọng duy nhất chính là đại thánh đường bọn họ. Hắn truyền âm cho tộc trưởng ba tộc khác của đại thánh đường, ba vị hiền đệ, trận chiến này chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Bắc minh tông và tiêu giao tông nhìn như trận thế vững vàng, thế nhưng căn bản không chịu được cường giả hoàng cảnh đại thánh đường chúng ta phải mở một đường máu chuyện cho tới nước này phải vận dụng lực lượng đồ đằng của bốn tộc hạng lão ca chúng ta nghe huynh đúng chỉ cần đại thánh đường chúng ta còn thì vạn tượng cương vực vẫn còn có hy vọng tộc trưởng ba tộc khác hiển nhiên đều cực kỳ tín nhiệm hạng vấn thiên được chờ một chút chúng ta tụ tập lực lượng đồ đằng đột phá vòng vây vô luận thế nào cũng nhất định phải phá vòng vây tới lúc này hạng vấn thiên cũng bất chấp những người trẻ tuổi trong vạn tượng cương vực nếu hắn không đi, tất cả bọn hắn đều không có cơ hội chứ đừng nói, là những người trẻ tuổi trong vạn tượng cương vực. Ngay lúc này phía đông bỗng nhiên có một đạo thân ảnh nhanh chóng phi tới. Đạo thân ảnh này rất kinh hoàng, nhanh chóng tiến lên rồi thi lễ với bốn cường giả hoàng cảnh. Bốn vị tông chủ, việc lớn không ổn rồi. Xe ó một nhóm người đột phá vòng vây từ phía đông nam. Đã đột phá tới tuyến phòng ngự bên ngoài của chúng ta. Người chúng ta tổn thương vô cùng thảm trọng. Cái gì? Bốn đại tông chủ đều ngây người, kể cả tông chủ bão cầm tông đang gầy đàn cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể, vòng vây bên ngoài tuy rằng không có thực lực cường đại bằng bọn họ, thế nhưng cũng do trưởng lão tinh anh của bốn tông bọn họ chấn thủ. Phía đông nam là vị trí phòng ngự của Trúc Tiết Tông. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía lãnh tông chủ mặc áo bào xanh kia. Lãnh tông chủ này cao mày nói, khu vực đông nam do thần hoàng trưởng lão của tông ta chấn thủ. Tuy rằng hắn không phải là hoàng cảnh, thế nhưng cũng là thánh cảnh cửu trọng A. Đồng thời còn có rất nhiều cường giả thánh cảnh, không ngờ lại để cho một bầy kiến hôi đột phá, đào tẩu. Mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, có chút khó tin. Dùng lý giải của bọn họ với vạn tượng cương vực, cũng chỉ có đại thánh đường là có thực lực mạnh hơn một ít. Những tông môn khác thực lực không được tính vào đâu. Hiện tại thậm chí còn có người sớm chạy đi, lại đột phá được vòng vây bên ngoài. Rốt cuộc đó là thế lực của tông nào trong vạn tượng cương vực. Bên này nói như vậy khiến cho người vạn tượng cương vực cũng nghe được. Trong lòng giật mình thầm nghĩ, bọn họ cảm thấy bằng vào mấy người đan kiền cung, căn bản không có khả năng đột phá thành công. Thế nhưng không ngờ Đan Kiền Cung lại thực sự phá vòng vây thành công, điều này vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, bên vạn tượng cương vực cảm thấy hối tiếc, nhất là Thiên Minh Thượng Nhân, hận không thể tát cho mình vài cái. Hắn và Đan Chỉ Cung chủ có giao tình tốt như vậy, thời khắc mấu chốt cũng bởi vì hắn do dự không có nghe theo bằng hữu khuyên bảo, bỏ qua cơ hội chạy trốn tốt như vậy, hiện tại lại bị bốn đại cường giả hoàng cảnh vây khốn đã trở thành cá trong chậu hiện tại muốn đi chỉ sợ khó phiền muộn hối hận các loại cảm xúc trong lúc nhất thời tràn ngập trong lòng mọi người thế nhưng giật mình nhất chính là bốn tông của xích đỉnh trung vực thậm chí lại còn có người phá vòng vây của bọn họ chạy đi chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là một cái tát vào mặt bởi vì như vậy cho dù bọn họ diệt tất cả đám người ở đây thì trận chiến này cũng không có hoàn mỹ bệ hạ để cho bọn họ tới chấn áp vạn tượng đại điển cái gì gọi là chấn áp chính là không lưu lại một ai chấn áp toàn bộ. Chỉ cần có một người chạy đi, vậy thì cũng không hoàn mỹ chứ đừng nói là một đám người phá vòng vây. Trở về như vậy, khi báo cáo kết quả bọn họ cũng không có gì là vẻ vang cả. Lần hành động này mỗi một tông môn tứ phẩm đều bị phái đi, đều có nhiệm vụ trên người. Giữa các tông môn với nhau đều ngầm cạnh tranh. Bởi vì như vậy công lao của bọn họ không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều. Trúc Tiết Tông phụ trách chấn thủ khu vực Đông Nam đứng mũi chịu sào, trách nhiệm lớn nhất khuôn mặt của Lãnh Tông chủ, Tông chủ trúc tiết tông kia vốn đã rất âm trầm, tới lúc này càng thêm âm trầm. Hắn đi tới trước một bước, ánh mắt âm trầm như nước, chậm rãi đảo qua đám người vạn tượng cương vực. Ai muốn giữ mạng sống? Câu hỏi này cực kỳ đột ngột, bên phía vạn tượng cương vực, tất cả đều khó hiểu nhìn qua hắn. Đối mặt với uy áp của cường giả Hoàng Cảnh, không ít người vẻ mặt xám quét, không biết vị cường giả Hoàng Cảnh này tiếp theo muốn làm gì. Chỉ có một người, chỉ có một lần cơ hội lãnh tông chủ này duỗi một ngón tay ra, nói, ai tới nói cho ta biết, người chạy đi là tông môn nào. Nhớ kỹ, người trả lời trước sẽ tránh được cái chết. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, rơi vào trong tay người của vạn tượng cương vực, trong lúc nhất thời khiến cho tim mọi người đập thình thịch. Ánh mắt đều mang theo một tia hiếu kỳ, hiển nhiên đang hoài nghi tính chân thật của những lời này. Bản năng cầu sinh khiến cho có một ít người dục dịch. Ta đếm tới năm, ta đã cho các ngươi cơ hội, quý trọng hay không là tùy các ngươi lãnh tông chủ kia giơ bàn tay ra bắt đầu đếm một hai ba giữa đám người tiếng hít thở dồn dập không ngừng truyền ra hiển nhiên có không ít người đã bắt đầu dục dịch muốn đứng ra đạt được cơ hội miễn chết này dù sao trận chiến này quá tranh lệch cuối cùng chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ cơ hội miễn chết này không thể nghi ngờ chính là cơ hội khó có được chỉ là đứng ra thời điểm này chính là phản đồ của vạn tượng cương vực cả đời đều bị gán cái danh phản đồ ta ta nói trong lúc mọi người vẫn còn đang xoắn suýt, trong đám người bỗng nhiên có một người nhảy ra. Rõ ràng chính là Uông Hàn của Thánh Kiếm Cung. Uông Hàn này vẻ mặt âm trầm, từ trong đám người đi ra. Trong vạn tượng cương vực, tiếng ồn áo tức thì vang lên. Tuy rằng không ít người dục dịch, thế nhưng mọi người vẫn bị Uông Hàn hèn hạ đánh bại. Trong lúc nhất thời tiếng chửi vang lên bốn phía. Chương 1123, Họa Thủy Đông dẫn hai. Đại bộ phận là người khinh bị Uông Hàn nhát gan sợ chết, không ngờ lại cam tâm làm phản đồ mà một số nhỏ người thì tức giận vì danh ngạch bị uông hàn cướp đi nhất thời hối hận không thôi ngươi tên là gì lãnh tông chủ kia lạnh nhạt nhìn qua uông hàn bẩm đại nhân tiểu nhân gọi là uông hàn là đệ tử thánh kiếm cung từ trước tới nay tiểu nhân luôn sùng bái xích đỉnh trung vực cường đại lần này rốt cuộc cũng có cơ hội gặp mặt tiểu nhân uông hàn cầu đại nhân thu nhận cho dù làm trâu làm ngựa so với ở địa phương không có tiền đồ như vạn tượng cương vực còn tốt hơn gấp trăm lần Ngữ khí của Uông Hàn bình tĩnh, tuy rằng khẩn trương thế nhưng vẫn kiên trì nói Trong lúc nhất thời bốn cường giả hoàng cảnh kia đều sừng sốt Hiển nhiên Uông Hàn chủ động quy hàng khiến cho bọn họ bất ngờ, không kịp trở tay Trong suy nghĩ của bọn họ, vạn tượng cương vực cùng với xích đỉnh trung vực bọn họ không chết không thôi Loại tình huống này làm sao có thể phát sinh được Ba cường giả hoàng cảnh khác đều nở nụ cười nghiền ngẫm Lãnh tông chủ, tiểu tử này chủ động quy hàng, căn cốt dường như cũng không tệ lắm Nhặt về đi, cũng coi như là một khối ngọc thô chưa mài. Hắc hắc, Lãnh tông chủ, tiểu tử này so với đám người kia còn giỏi biến báo hơn, cũng coi như là gia hỏa có ngộ tính cực cao, coi như là khối tài liệu tốt a. À. Dường như Lãnh tông chủ kia cũng có chút động tâm, nhìn kỹ Uông Hàn, lạnh nhạt cười, nói đi, là người tông môn nào chạy trốn trước? Uông Hàn nhìn về phía trước, dù sao tới bước này, sống hay chết hắn đã sớm không còn để ý nữa, hắn quyết định mạo hiểm đi một bước. Tông chủ đại nhân, Vãn Bối đã phản bội vạn tượng cương vực. Chỉ cần được ở dưới trướng đại nhân mà thôi. Nếu như được thu nhận, tiểu nhân còn có chuyện bí mật muốn bẩm báo. Những chuyện này tin rằng những người lạc quan phóng khoáng như các vị nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Không chỉ đơn thuần là linh dược thiên cấp. Uông Hàn vừa nói tới đây thân ảnh của Tông chủ Bão Cầm Tông đột nhiên nhoáng lên, thân thể gầy còm đột nhiên rơi xuống trước mặt Uông Hàn. Một tay nắm Uông Hàn tới tay, nhấc thân thể hắn đi tới một góc. Tông chủ Bão Cầm Tông bỗng nhiên ra tay khiến cho ba cường giả hoàng cảnh khác đều giật mình nhất là lãng tông chủ kia càng thêm không vui. Uông Hàn này rõ ràng đang cầu hắn thu nhận, cầm ma tông chủ lại chen ngang khiến cho lãnh tông chủ này triệt để giận dữ. Cầm ma đạo huynh, ngươi có ý gì vậy? Lão nhân kia cười khặc khặc nói, lãnh lão đệ, ngươi đã không có hứng thú thu hắn, coi như lão phu giang rộng cánh tay làm thay ngươi vậy. Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Lão nhân này là hoàng cảnh tam tọng, thực lực so với ba tông chủ tam tông khác còn cao hơn một cấp. Tông chủ kỳ thiên tông và kim phù tông liếc nhìn nhau, Tuy rằng đã động tâm, thế nhưng cuối cùng cũng không có xuất đầu. Trên khuôn mặt âm trầm của Lãnh Tông chủ kia hiện lên sự không cam lòng và phẫn nộ, thế nhưng sau khi cân nhắc thực lực bản thân, hắn vẫn nén giận nói, "Cầm Ma đạo huynh, chúng ta đều hiệu lực vì bệ hạ. Ngươi làm như vậy không khỏi có chút bá đạo a." À, lão nhân kia lạnh nhạt cười nói, "Nói như vậy Lãnh Tông chủ ngươi muốn dạy ta nên làm thế nào đúng không?" Thanh âm khàn khàn của lão đầu này vang vọng, sắc mặt trầm xuống, khí thế lớn như núi tràn ra, khiến cho Lãnh Tông chủ chịu áp lực cực lớn trước mặt thực lực tuyệt đối hắn cũng chỉ có thể oán hận nói tốt tốt việc này ta sẽ bẩm báo rõ ràng cho bệ hạ lão già ôm đàn liên tục cười quái dị tùy ngươi vậy lão phu hiệu lực vì bệ hạ không thẹn với lương tâm nói xong hắn ném uông hàn xuống đất ánh mắt lạnh lẽo nhìn uông hàn ngữ khí lạnh nhạt nói tiểu tử lão phu có thể cho ngươi một cái mạng thậm chí có thể cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ nhưng mà ngươi nghĩ kỹ ngươi xác định tình báo của ngươi hữu dụng với ta sao uông hàn chỉ lên trời thề nếu như tình báo là giả vãn bối tình nguyện để một trưởng của tiền bối đánh chết lão đầu gọi là cầm ma lạnh nhạt gật đầu nói trước tiên nói tới tông môn rời khỏi đây đầu tiên gọi là gì đi đó là đan kiền cung đan kiền cung lão đầu cầm ma đột nhiên nhớ tới trước khi xuất phát xích đỉnh hoàng đế còn cố ý dặn dò một việc cho nên hắn hỏi đó là đan kiền cung luyện chế ra vạn thọ đan sao uông hàn vội vàng gật đầu nói đúng đúng chính là bọn họ đại nhân biết rõ đan kiền cung sao uông hàn nhìn thấy cầm ma này dường như có thực lực mạnh nhất cho nên muốn tranh công hắn nói tiếp đại nhân đan kiền cung này không chỉ có vạn thọ đan cũng có không ít linh dược thiên cấp vừa rồi trong nhóm người đào tẩu kia trên tay nhất định có linh dược thiên cấp lời này quả thực có lực hấp dẫn mê người lão đầu cầm ma này biến sắc đừng nói là linh dược thiên cấp coi như là linh dược địa cấp cũng không phải hắn muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu với tư cách là cường giả hoàng cảnh bọn họ tu luyện phải có linh dược địa cấp làm phụ mới có cơ hội không ngừng đột phá. Thế nhưng mà linh dược địa cấp cũng là vật quý hiếm, cho dù là tông chủ một tông. Số linh dược địa cấp mà cầm ma có thể khống chế cũng là có hạn. Cho nên nghe nói đan kiền cung đạt được hơn 100 gốc linh dược địa cấp, trong lòng hắn đã sớm ngứa ngáy khó chịu. Giờ phút này nghe thấy người chạy trốn trước đó là người đan kiền cung, khiến cho hắn bực bội không thôi. Tuy rằng hắn biết rõ người đan kiền cung, cho dù có trốn về tông môn cũng nhất định là dê vào miệng cọp. Thế nhưng nếu là như vậy, thứ tốt kia đều rơi vào tay hai tông môn tới đan kiền cung cũng chính là lôi âm môn và cự côn tông đến lúc đó có quan hệ cái rắm với cầm ma hắn trong lúc nhất thời trong lòng lão nhân này cực kỳ do dự một mặt là trách nhiệm chấn áp vạn tượng đại điển một mặt là sự hấp dẫn của linh dược thiên cấp linh dược địa cấp nói không dễ nghe một chút nếu như một mình hành động đuổi theo đám người đan kiền cung nếu như thu thập được ba bốn gốc linh dược thiên cấp cho dù vụng trộm thu một cây, Bệ hạ cũng không có khả năng phát hiện ra được. Chỉ cần hắn dâng ra linh dược thiên cấp khác, Bệ hạ còn có thể tán thưởng năng lực làm việc của hắn. Mà linh dược địa cấp đạt được đều là của hắn. Chuyện này đối với Cầm Ma tông chủ mà nói, vô cùng có sức hấp dẫn. Lão đầu này nhìn chằm chằm vào Uông Hàn nói, "Tiểu tử, bên Đan Kiền cung tu vi mạnh nhất là ai? Bọn họ có bổn sự đặc thù gì mà có thể phá vòng vây thành công?" Uông Hàn nghĩ lại, nói, "Vũ lực của Đan Kiền cung bình thường Thế nhưng đoạn thời gian trước ta nghe nói Đan Kiền Cung đánh lui một đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông, dường như có cao thủ thần bí âm thầm trợ giúp bọn họ. Cao thủ thần bí? Có cấp bậc gì? Cầm Ma lão đầu nhíu mày hỏi. Chương 1124, Thánh kiếm cung làm phản một. Uông Hàn vội nói, cấp bậc không quá rõ ràng, thế nhưng nghe nói đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông kia có tu vi thánh cảnh, Cửu Trọng đỉnh phong. Thánh cảnh Cửu Trọng đỉnh phong sao? trên khuôn mặt âm trầm của cầm ma lão đầu hiện lên nụ cười hắn là hoàng cảnh tam tọng một thánh cảnh đỉnh phong làm sao có thể so sánh nhìn thấy cầm ma lão đầu dường như có ý đuổi giết người đăng kiền cung uông hàn vội vàng truyền âm nói tiền bối kỳ thực tiểu tử còn có một tin tức quan trọng cái gì thấy uông hàn truyền âm cầm ma lão đầu âm thầm nghiêm túc kỳ thực thu hoạch khi đuổi giết những người kia chưa hẳn đã lớn hơn thu hoạch ở nơi này bên trong vạn tượng cực cảnh có một tiểu tử gọi là giang trần lần trước hắn ở huyện ba sơn đạt được rất nhiều linh dược thiên cấp còn có rất nhiều linh dược địa cấp tiểu tử này lại có huyết mạch long tộc còn có rất nhiều pháp bảo cổ quái thậm chí vạn thọ đan kia cũng là do hắn luyện chế uông hàn đối với đan kiền cung đương nhiên là hận thế nhưng người hắn hận nhất lại là giang trần lời này tự nhiên muốn đổ thêm dầu vào lửa dẫn lửa của xích đỉnh trung vực đi đốt giang trần giang trần cái tên này khiến cho trong lòng cầm ma tông chủ rung động Tu vi của hắn tới các bậc này, tự nhiên nghe qua là không quên. Huống chi na tự giang trần xích đỉnh hoàng đế còn tự mình nói qua. Chỉ là cầm ma tông chủ nhớ rõ, kẻ này hẳn phải ở huyễn Ba Sơn mới đúng, chẳng lẽ tình báo có sai sót. Trong lúc nhất thời cầm ma tông chủ kích động khó nhị, ngươi gọi là Uông Hàn đúng không? Ngươi xác định kẻ gọi là giang trần này ở trong vạn tượng cực cảnh sao. Cầm ma tông chủ tuy rằng tuổi đã lớn, thế nhưng giờ phút này vẫn khó trách khỏi tâm tình bị kích động. Giang Trần này chính là người mà xích đỉnh hoàng đế tự mình chỉ định phải bắt sống. Hơn nữa vì đuổi bắt người này xích đỉnh, hoàng đế còn phái ra người tâm phúc mang theo nhị tông là Trảm Long và Lưu Sa, hai tông môn tứ phẩm mạnh nhất đi huyễn Ba Sơn. Nói trắng ra chính là vì đi huyễn Ba Sơn bắt lấy Giang Trần. Bởi vậy có thể thấy được hoàng đế bệ hạ coi trọng cỡ nào với Giang Trần này. Nếu như kẻ này rơi vào trên người hắn, công lao khi đó không cần phải nói. Trong lúc nhất thời, cái gì mà đan kiền cung, những chuyện nhỏ nhặt cầm ma tông chủ không muốn hỏi tới. Mục tiêu của hắn trong khoảnh khắc chuyển thành một, đó chính là giang trần kia. Uông Hàn cũng là người hiểu nhìn sắc mặt mà nói chuyện. Nhìn thấy ngữ khí của cầm ma tông chủ cực kỳ ngưng trọng, hắn vội hỏi, đại nhân, việc này chắc chắn mười phần. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho rằng Giang Trần ở trong huyễn Ba Sơn. Thế nhưng không ngờ tiểu tử này cực kỳ cổ quái, vậy mà tìm được khe hở trong trận pháp của huyễn Ba Sơn, tìm được lối ra tiểu tử này từ đầu cho tới bây giờ đều có vận khí cứt chó như vậy cầm ma tông chủ nghe vậy đã tin bảy tám phần tốt 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 quả thực quá tốt thực sự là đi mòn gót giày không thấy chuyến này đi tới đây quả thực không uổng phí công phu a à, hắn vỗ vỗ vai uông hàn nói uông hàn đúng không ngươi không tồi kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt lão phu có ý thu ngươi làm đệ tử ngươi biết nên làm như thế nào chứ uông hàn nghe vậy vui mừng quá đỗi nói đệ tử uông hàn bái kiến sư tôn Uông Hàn này xem như là người chấp thời cơ cực nhanh, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, nghiêm túc vô cùng. Sau khi hành lễ bái sư xong, Uông Hàn vỗ ngực nói, sư tôn. Đệ tử nguyện ý tự mình dẫn đường đi về phía vạn tượng cực cảnh đuổi giết Giang Trần. Cầm ma tông chủ cười ha hả nói, tốt, thứ ta muốn chính là những lời này của ngươi. Nếu như là bình thường, phong ấn của vạn tượng cực cảnh chưa mở, cầm ma tông chủ cũng chưa chắc có thể phá vỡ ra phong ấn của vạn tượng cực cảnh. Cho dù muốn phá vỡ ra, sau khi đi vào sợ rằng cũng phải trả một cái giá lớn, hiển nhiên là chuyện không có lợi, nhưng mà vạn tượng cực cảnh này mỗi 30 năm sẽ mở ra 9 ngày, mấy ngày nay chính là lúc mở ra, đi vào căn bản không cần phải trả một cái giá lớn nào hết. Ha ha, Cầm Ma đạo huynh, chúc mừng huynh. Không thể tưởng tượng được Cầm Ma đạo huynh lại thực sự có nhã hứng thu đồ đệ. Hình tông chủ mặc áo đen của Kỳ Thiên Tông, phó tông chủ mặc áo bào vàng của Kim Phù Tông nhanh chóng tiến lên chúc mừng. Lãnh tông chủ của Trúc Tiết Tông thì mặt đen lại, không nói lời nào. Cầm Ma tông chủ thản nhiên nói, "Về sau Uông Hàn này chính là đệ tử thân truyền của lão phu, đám người các ngươi không thể đối đãi với hắn như trước nữa." "Đó là tự nhiên, Uông Hiền Chất, chúc mừng a, à, có thể được Cầm Ma đạo huynh thu làm đệ tử như vậy, coi như hiền chất gặp may." Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. "Uông Hiền Chất, người mới bái sư, nên lập nhiều công lao cho sư tôn ngươi nha." Uông Hàn nhìn thấy hai đại cường giả hoàng cảnh cũng phải khách khí với mình trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi cảm giác quyết định của hắn quá anh minh cảnh này khiến cho đám người trong vạn tượng cương vực há hốc mồm một ít người tính tình nóng này đã lớn tiếng mắng chửi nhận giặc làm cha không biết xấu hổ uông hàn ngươi thực sự đã ném hết mặt mũi của uông ra các ngươi đánh mất mặt mũi của thánh kiếm cung có ít người thì trực tiếp chào phúng hỏi uông kiếm vũ uông kiếm vũ đây là cháu ruột của ngươi sao uông kiếm vũ mặt đen lên chuyện cho tới nước này hắn cũng không có gì để nói uông hàn thì truyền âm nói với cầm ma tông chủ sư tôn đệ tử bái là môn hạ của lão nhân gia ngài quả thực là tam sinh hữu hạnh trong thánh kiếm cung có một ít người vũ dũng đệ tử nguyện vì sư tôn cống hiến sức lực mời chào bọn họ gia nhập bão cầm tông chúng ta uông hàn đối với những người khác kỳ thực không có cảm giác gì thế nhưng uông kiếm vũ chính là ông của hắn tự nhiên hắn không thể không quản nếu không đây sẽ trở thành vết nhơ cả đời hắn thoát ly tông môn trèo lên cành cao khác, đây là chuyện rất thông thường trong thế giới võ đạo. Cầm Ma tông chủ cười nhạt một tiếng, ngươi đã là đệ tử của ta, tự nhiên ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Có thể đánh động được mấy người xem như bổn sự của ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, nếu như trung thành và tận tâm với bổn tông, một khi gia nhập Bão Cầm tông ta tuyệt đối không được có tính toán gì, nếu không, sư tôn yên tâm, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nếu như không thức thời thì coi như bọn họ bất hạnh. Uông Hàn nói xong lại nói với Uông Kiếm Vũ, Tông chủ, ta đã thay mọi người cầu tình, người thánh kiếm cung chúng ta có thể quy hàng sau đó đi tới bên này. Nhớ kỹ muốn quy hàng phải toàn tâm toàn ý thân phục. Người trần trừ không cần phải tới. Cơ hội chỉ có một lần, sau khi ta đếm, người nào không tới coi như là địch với bão cầm tông ta, giết không tha. Trường 1125, Thánh Kiếm Cung làm phản hai. Uông hàn một câu bão cầm tông ta, khiến cho người của vạn tượng cương vực nghe thấy da đầu run lên, không nhịn được mà chửi ẩm lên, hiển nhiên mọi người đều bị hành động không biết xấu hổ của uông hàn cảm thấy buồn nôn uông kiếm vũ đi 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 nâng cái chân thối của tôn tử ngươi đi thực sự là buồn nôn thánh kiếm cung là một đám người nhu nhược ta nhổ vào tên phản bội này còn nói đan kiền cung cấu kết với người bên ngoài không ngờ người không có cốt khí nhất chính là thánh kiếm cung các ngươi trong lúc nhất thời tất cả người của vạn tượng cương vực mắng chửi không dứt hiển nhiên ở trong hoàn cảnh này tâm tình của mọi người cực kỳ nôn nóng cực kỳ phẫn nộ nhất là cảm giác tuyệt vọng trước tử vong càng khiến cho mọi người có cảm xúc cực đoan muốn phát tiết khuôn mặt uông kiếm vũ lạnh lẽo trầm ngâm một lát thân thể nhoáng lên đi ra khỏi đội hình của vạn tượng cương vực nói người nguyện đi theo bão cầm tông đi ra người không muốn theo uông mỗ tuyệt đối không ép buộc uông kiếm vũ cũng biết xem xét thời thế hắn biết nếu như ngoan cố chống lại hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ trong lòng tuy rằng cực kỳ không muốn nương tựa vào kẻ khác Thế nhưng chuyện cho tới hiện tại, ngay cả cháu ruột hắn là Uông Hàn cũng đã hàng, tự nhiên hắn không có đạo lý nào mà không hàng. Hành động này của Uông Kiếm Vũ hiển nhiên đã khiến cho những người khác của Thánh Kiếm Cung kinh ngạc tới ngây người. Uông Hàn làm phản thì bọn họ còn có thể hiểu được, thế nhưng mà Uông Kiếm Vũ với tư cách là tông chủ một tông, không ngờ nói làm phản là phản. Thiên tài số 2 của Thánh Kiếm Cung là Kim Phong kêu lên, "Uông Kiếm Vũ, tổ tôn hai người các ngươi đối xử với truyền thừa của Thánh Kiếm Cung như vậy sao?" uông kiếm vũ không ngờ tới những trưởng lão kia còn chưa quát ầm ý với hắn mà một người trẻ tuổi như kim phong lại kêu gào với hắn hắn lạnh lùng nhìn vào kim phong nói chỉ có cường giả mới có tư cách nói tới truyền thừa bằng vào ngươi cũng xứng sao kim phong giận tím mặt uông kiếm vũ tổ tôn các ngươi muốn đi theo địch chúng ta không ngăn cản được bỏ thánh kiếm trên lưng ngươi xuống đây là kiếm truyền thừa của thánh kiếm cung ngươi hàng địch truyền thừa của thánh kiếm cung không hàng địch những lời nói của kim phong lập tức nhận được vô số tiếng ủng hộ nhưng mà những người còn lại của thánh kiếm cung cũng có mấy người đứng ra nhanh chóng đứng ở bên uông kiếm vũ hiển nhiên có ý định cùng đi theo địch với uông kiếm vũ kim phong nhìn thấy người bên cạnh càng lúc càng ít cuối cùng chỉ còn lại một trưởng lão kim phong có chút cảm động nói minh trưởng lão vẫn là lão nhân gia ngài có khí tiết người trưởng lão kia đột nhiên nhách miệng cười không hề có một chút dấu hiệu nào dùng quyền nện vào trên ngực kim phong kim phong căn bản không kịp kêu lên thảm thiết mà bị một quyền đánh trúng đan điền phanh thân thể kim phong giống như diều đứt dây bay ra thân thể của minh trưởng lão kia giống như thiểm điện một kiếm chém xuống đầu kim phong sau đó đi tới trước mặt uông hàn nịnh nọt nói hàn thiếu tiểu tử kim phong này không biết thức thời tiểu nhân đã chém cái đầu chó hắn hiến cho hàn thiếu kim phong vốn có quan hệ không tệ với uông hàn thế nhưng vừa rồi hắn lại công khai nhục mạ tổ tôn hai người tự nhiên uông hàn cũng không vui vẻ gì nhìn thấy đầu của kim phong bị chém xuống tự nhiên cũng sẽ không đi mà đồng tình với hắn người không tệ Uông Hàn lạnh nhạt gật đầu, đi tới trước mặt cầm ma tông chủ nói, sư tôn, chỉ có một gia hỏa không biết thức thời đã chàm thảo trừ căn. Cầm ma tông chủ lạnh nhạt cười, ánh mắt quét qua minh trưởng lão kia, nói, ngươi tên là gì? Bẩm tông chủ đại nhân, tiểu nhân minh vương ngọc nguyện cống hiến sức lực cho tông chủ. Cầm ma tông chủ khẽ gật đầu, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, hôm nay ngươi có thể chém giết đồng môn, làm sao ta có thể biết được ngày mai ngươi có chém giết người bão cầm, tông ta hay không? loại người phản phúc như vậy bão cầm tông ta thu ngươi làm gì vừa mới nói xong minh vương ngọc kia đã hồn phi phách tán chỉ thấy hàn mang lóe lên một dây đàn của cầm ma tông chủ giống như một thanh kiếm đánh về phía trước đầu của cầm ma tông chủ kia đã bay về phía không trung thân thể mất đi cái đầu đổ xuống đất đối với cầm ma tông chủ mà nói giết người giống như giết một con kiến vậy vô cùng đơn giản ánh mắt hắn đảo qua đám người uông kiếm vũ nói nhớ kỹ bão cầm tông ta không chứa chấp phế vật càng không chứa chấp phế vật trần trừ các ngươi muốn bão cầm tông bảo hộ cũng được thế nhưng phải xuất gia thành phải chứng minh bổn sự của mình để cho bổn tọa biết các ngươi không phải là phế vật uông kiếm vũ vội nói thuộc hạ nguyện vì bão cầm tông bắt lấy đám giặc cỏ này cầm ma tông chủ khoát tay ngăn lời nói của uông kiếm vũ chỉ là hắn cũng không nói gì nữa mà xoay người đi về phía ba cường giả hoàng cảnh còn lại chư vị người chạy trốn trước chính là đan kiền cung trên người đan kiền cung có trọng bảo Bổn tọa rất muốn tự mình đi đuổi giết, thế nhưng cục diện ở nơi này lại khiến cho bổn tọa không thể rời đi. Cơ hội ngày hôm nay để lại cho Tam tông các ngươi, các ngươi ai nguyện ý đi? Đan Kiền Cung, ba chữ này mọi người đều không xa lạ gì. Trước khi lên đường xích đỉnh hoàng đế đã nói tới Đan Kiền Cung, nói trên người Đan Kiền Cung có không ít linh dược thiên cấp. Trong lúc nhất thời người của Ba tông còn lại cảm thấy tim đập thình thịch. Cầm Ma tông chủ lạnh nhạt cười nói, căn cứ vào tình báo, trên người đám người Đan Kiền Cung này nhất định có linh dược thiên cấp linh dược địa cấp còn có nhiều hơn nữa. Nếu như ba vị không đi, lão phu tự mình đi cũng được. Hắn đang lấy lui làm tiến. Quả nhiên sau khi hắn thốt ra lời này, lãnh tông chủ chút tiết tông vội nói, ta đi, bọn họ phá vòng vây từ phía đông nam. Đây chính là địa bàn phòng ngự của Trúc Tiết Tông ta. Là Trúc Tiết Tông ta gây ra chuyện này, tự nhiên phải do lãnh mỗ đi truy đuổi. Nào có thể để cho chư vị Tông chủ đi chùi đít hộ Trúc Tiết, Tông chúng ta cơ chứ. Tên này tuy rằng nói ra đường hoàng, thế nhưng mọi người đều biết, tiểu tử này đang hướng về linh dược thiên cấp trong tay đan kiền cung a lãnh tông chủ chúc tiết tông các ngươi làm hỏng chuyện ai biết các ngươi có làm hỏng chuyện lần nữa hay không theo ta thấy vẫn nên để kỳ thiên tông chúng ta đi thôi hình tông chủ áo đen xung phong nhận việc hắc hắc luận truy tung phù truy tung của kim phù tông ta vô cùng lợi hại không bằng để cho kim phù tông ta đi thôi ba người tranh luận không ngừng hiển nhiên tranh lệch như vậy không cần phải ở lại kiếm chút cháo từ đám người vạn tượng cương vực ngoan cố này không bằng đi kiếm chút lợi ích thực tế thì hơn. Rằng co, cuối cùng thậm chí còn định bốc thăm. Không ngờ vận khí của Trúc Tiết Tông vô cùng tốt, rút thăm được nhiệm vụ đuổi giết người đan kiền cung. Chương 1126, tiến vào vạn tượng cực cảnh một. Khuôn mặt âm trầm của lãnh tông chủ Trúc Tiết Tông kia lúc này cũng mỉm cười nói, chư vị, hiện tại không còn ai nói được gì nữa đúng không? Bên này đành giao cho chư vị vậy. Nói xong lãnh tông chủ điểm người nhắm về phía đông nam chạy đi. Cầm Ma Tông Chủ nhìn thấy lãnh Tông Chủ rời khỏi, trong lòng mừng thầm, không tỏ vẻ một chút nào mà đi về phía trước nói, Hình Tông Chủ, Giao Tông Chủ, bên trong Vạn Tượng Cực Cảnh kia còn có một ít chuột nhắt, chúng ta phụ mệnh tới đây hốt chọn một mẻ a. À. Hình Tông Chủ mặc áo bào đen kia khoát tay nói, không cần a. À. Vạn Tượng Cực Cảnh kia nghe nói là địa phương niết bàn, không khí trầm lặng, năng lượng sinh mạng cực kỳ yếu ớt, cường giả hoàng cảnh chúng ta đi vào chỉ sợ sẽ bị tử khí bên trong xâm nhập, ta cũng không muốn đi vào đó. Vạn tượng cực cảnh chính là địa phương niết bàn của cường giả hoàng cảnh, thậm chí là đế cấp, quả thực ẩn chứa tử khí vô cùng. Đối với người sống mà nói, nhất là cường giả hoàng cảnh, bên trong có một loại lực cắn trả vô cùng mạnh. Hơn nữa năng lượng sinh mệnh bên trong cực kỳ yếu, cường giả hoàng cảnh đi vào quả thực có chút bất tiện. Thậm chí khả năng bọn họ bị tử khí thôn vệ còn lớn hơn nhiều cường giả thánh cảnh. Cường giả không tới các bậc thánh cảnh, năng lượng sinh mệnh tiêu hao không bằng cường giả hoàng cảnh, cho nên lực hấp dẫn đối với lực tử khí cũng không bằng cường giả hoàng cảnh. Cho nên bình thường không phải là lúc vô cùng quan trọng, cường giả hoàng cảnh sẽ không quá nguyện ý tiến vào nơi niết bàn giống như vạn tượng, cực cảnh này. Nhưng mà cầm ma tông chủ đã biết tình báo của Uông Hàn, biết rõ Giang Trần ở trong vạn tượng cực cảnh, cho dù có phong hiểm, hắn cũng không bỏ qua một cơ hội như vậy. Đây là cơ hội duy nhất của bão cầm tông hắn, bắt được Giang Trần, bất kể là cướp dược những truyền thừa của Giang Trần, kia hay là vẫn đem hắn ta hiến cho bệ hạ, đều là một cái công lao lớn nếu như làm tốt chuyện này đây là cơ hội tuyệt hảo cho bão cầm tông hắn tấn chức lên tông môn tam phẩm đây gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm giao tông chủ ngươi thấy thế nào giao tông chủ của kim phù tông cân nhắc một lát vẫn lắc đầu nói ta thấy không cần cầm ma đạo huynh chẳng lẽ cầm ma tông chủ lạnh nhạt gật đầu nói bệ hạ đã nhắn nhủ nhất định phải có người đi hoàn thành cho dù lão phu có gặp nguy hiểm thì cũng phải làm Lời nói hiên ngang lẫm liệt khiến cho hai tông chủ của Kim Phủ Tông và Kỳ Thiên, tông trong lúc nhất thời không rõ lão nhân này đang nghĩ gì. Bọn họ không tin lão nhân này vĩ đại như vậy, nhất định là có bí mật mà không muốn ai biết được. Nhưng mà loại địa phương như Niết Bàn này, quả thực bọn họ không muốn đi. Đây chỉ là nơi mấy người trẻ thí luyện mà thôi. Chẳng lẽ cầm ma tông chủ cảm thấy hứng thú đối với những người trẻ tuổi kia? Muốn nhận một đám thiên tài trẻ tuổi, mặc dù chuyện này có chút hấp dẫn, thế nhưng hai tông chủ này hiển nhiên không muốn làm một ít chuyện nguy hiểm như vậy bọn họ cảm thấy có lẽ mục tiêu của cầm ma tông chủ là muốn đạt được một ít truyền thừa trong vạn tượng cực cảnh dù sao người có thể niết bàn trong những nơi thế này đều là cường giả hoàng cảnh thậm chí còn có cường giả đế cảnh chỉ là trong lịch sử của vạn tượng cương vực cường giả đế cấp cũng giải rác nào có vận khí tốt tới mức nhận được truyền thừa của cường giả đế cảnh như vậy cho nên nghĩ tới nghĩ lui tông chủ hai tông này vẫn quyết định không đi cầm ma tông chủ dẫn một vòng lớn như vậy kỳ thực là muốn một mình đi vào nhìn thấy hai tông chủ này không muốn đi trong lòng hắn như mở cờ đã như vậy lão phu dẫn theo tên đệ tử mới thu này còn có đám người quy hàng lão phu đi một chuyến vào trong vạn tượng cực cảnh đại quân bão cầm tông ta vẫn để ở bên ngoài giết hết những kẻ dám chống cự nói xong cầm ma tông chủ vẫy tay một cái phó tông chủ bão cầm tông đi tới lão nhị ở đây tạm thời giao cho ngươi nhớ kỹ chảm thảo trừ căn đừng cho những người này có một cơ hội còn sống sót đi ra ngoài. Hình tông chủ, giao tông chủ, có nhị vị tọa chấn ta cũng yên tâm. Cầm ma đạo huynh yên tâm đi, hai người chúng ta dù gì cũng là hoàng cảnh. Đám người vạn tượng cương vực này cao nhất cũng chỉ là thánh cảnh cửu trọng. Không cần chúng ta ra tay thì tuyệt đối cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Được, tất cả nên cẩn thận. Không nên khinh địch. Cầm ma tông chủ vẫy tay một cái, nói với đám người uông kiếm vũ, các ngươi dẫn đường đi, sáu người uông kiếm vũ dẫn đường, hiện tại địa vị của bọn họ không bằng uông hàn, tự nhiên chỉ có thể dẫn đường phía trước. Uông hàn thì đi theo cầm ma tông chủ, bộ dáng ân cần hầu hạ sư tôn. Không thể không nói, uông hàn này cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, trước kia lúc ở thánh kiếm cung, bộ dáng mắt cao hơn đầu. Hiện tại bái nhập vào là môn hạ của bão cầm tông, không ngờ lại bày ra bộ dáng giống như nô tài, quả thực khiến cho người ta nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Nhìn thấy người thánh kiếm cung dẫn đường tới vạn tượng cực cảnh, người những tông môn khác càng chửi ẩm lên. Uông kiếm vũ, lão hỗn đản nhà ngươi sẽ chết không yên thân đâu. Thánh kiếm cung các ngươi nhất định sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Uông hàn, tiểu vương bát đản nhà ngươi, ngươi nhận giặc làm cha, sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt. Những người này thực sự không có cách nào bình tĩnh được nữa. Vạn tượng cực cảnh, bên trong là thiên tài đỉnh cấp của các tông môn. Cầm ma tông chủ này có thực lực vô địch, một khi đi vào, hơn trăm người bên trong chỉ sợ không có một ai may mắn thoát khỏi đám người bọn họ đều đã định tử chiến một lần, thế nhưng chung quy bọn họ vẫn còn có một chút hy vọng. Điểm hy vọng này chính là những thiên tài trẻ tuổi trong vạn tượng cực cảnh. Chỉ cần đám thiên tài trẻ tuổi này không vẫn lạc, vạn tượng cương vực sẽ còn có cơ hội. Hiện tại đám hỗn đản uông hàn, thánh kiếm cung này hiển nhiên muốn tới rút củi dưới đáy nồi, đem tương lai của vạn tượng cương vực chặt đứt toàn bộ. Cái danh phản đồ này đã bị bọn chúng làm trọn vẹn. Chỉ là bọn họ bị bao vây, cho dù muốn đi ra ngăn cản cũng không ngăn cản được huống chi thực lực của Cầm Ma tông chủ kia vô cùng cường hãn, vừa rồi chỉ tùy tiện đàn một khúc thập diện mai phục, chỉ một cái giơ tay nhấc chân đã tiêu diệt hơn 200 người. Cường giả Hoàng Cảnh tam trọng như vậy quả thực khiến cho đám người vạn tượng cương vực cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Hạng Vấn Thiên luôn vận sức chờ phát động lúc này không giận mà còn vui, hắn truyền âm cho ba đại tộc trưởng khác, nói: "Ba vị hiền đệ, vạn tượng cực cảnh có lực bài xích với cường giả Hoàng Cảnh. Lão nhân này đi vào chưa hẳn đã được như cá gặp nước." lão nhân này rời khỏi đây đối với chúng ta là một lần cơ hội. Hy vọng phá vòng vây của chúng ta vốn chỉ có 3 4 thành, hiện tại lão phu cảm thấy chỉ ít có 7 thành nắm chắc. Các ngươi chuẩn bị cho tốt, nghe ta hiệu lệnh, mang theo đội ngũ của mình, triệu tập lực lượng đồ đằng, tập hợp tại người ta, ta sẽ mở ra đường máu. Chương 1127, tiến vào vạn tượng cực cảnh 2. Lại nói, sau khi Giang Trần tiến vào ngoại cảnh cực cảnh dã dừng lại 2 ngày, thời gian 9 ngày đã trôi qua được một nửa. Nhưng mà cho tới bây giờ trừ việc quanh quẩn, ở bên ngoài ra hắn chưa thu hoạch được cái gì. Nhất là ở trong ngoại cảnh cực cảnh tràn ngập cát vàng, hoàn toàn chính là một nơi cằn cỗi, truyền thừa gì đó hoàn toàn không có một chút bóng dáng nào. Điểm chết người nhất chính là ngoại cảnh cực cảnh này có năng lượng sinh mệnh cực kỳ yếu ớt. Giang Trần cũng phải dựa vào một ít đan dược của mình mới có thể bảo đảm cơ năng tính mạng bình thường. Loại tình huống này hiển nhiên hắn không có cách nào xuất động phệ kim, thử nhất tộc đi tìm kiếm nếu không mà nói dựa vào ưu thế số lượng của vệ kim thử nhất tộc nếu như lúc này dùng được là tốt nhất ngoại cảnh cực cảnh này chẳng lẽ chỉ là hư danh hay sao có lẽ trừ ta ra những người khác căn bản không có ai tiến vào đây a à. trong lòng giang trần nghĩ vậy đột nhiên trong thần thức của giang trần xuất hiện một ít chấn động tia chấn động này vô cùng yếu ớt nhưng mà giang trần lại cảm nhận được rõ ràng hắn lập tức thu liễm thần thức của mình giang trần nhờ địa hình tràn ngập cát vàng thân thể biến mất không bao lâu sau Khu vực nơi Giang Trần vừa đứng có một đạo thân ảnh chạy như bay tới. Đạo thân ảnh này cũng không có dừng lại mà lập tức đi ngang qua, hiển nhiên cũng không để ý tới Giang Trần. Giang Trần đợi người này đi xa, tính toán khoảng cách có lẽ đã an toàn, hắn đang định từ trong chỗ tốt đi ra, thì đột nhiên từ phía xa lại có một đạo thân ảnh dùng tốc độ rất nhanh đuổi theo. Đạo thân ảnh này dường như đang truy tung cái gì đó. Khí tức trên người đạo thân ảnh này chấn động, cũng được áp chế vô cùng hoàn mỹ. Nhưng mà Giang Trần lại có thể nắm bắt được một ít. Không ngờ lại là thiên tài số 2 của Đan Kiền Cung, Quân Mặc Bạch. Trong lòng Giang Trần khẽ động, là hắn. Cung chủ bỏ ta chú ý tiểu tử này, rốt cuộc Quân Mặc Bạch này có chỗ nào cổ quái? Trong lòng Giang Trần hiếu kỳ, đợi sau khi Quân Mặc Bạch rời đi xa, Giang Trần mới từ trong chỗ tối đi ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ, liên tục hai người, không ngờ đều tiến vào trong ngoại cảnh cực cảnh, trừ Quân Mặc Bạch ra, người còn lại là ai? Theo lẽ thường mà nói, thiên tài bình thường tiến vào ngoại cảnh cực cảnh tìm kiếm cơ duyên là chuyện bình thường. Thế nhưng mà biết rõ bên trong ngoại cảnh cực cảnh cằn cỗi, như vậy mà lại vội vã chạy đi như thế, cũng không chỉ đơn giản là tìm kiếm cơ duyên. Giang Trần hoài nghi bên trong có một ít chuyện mà hắn không biết, cho nên hắn quyết định cũng đi theo xem xét, cho dù là cái gì, cho dù không chiếm được thì nhìn vào quân mặc bạch cũng tốt. Nhìn xem tiểu tử này có phải đang giở trò quỷ gì không? Coi như là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau năng lực truy tung của giang trần tuyệt đối là siêu cường bằng vào thần thức cường đại tuy rằng khí thức của quân mặc bạch bị che giấu vô cùng tốt thế nhưng dù ít dù nhiều vẫn lưu lại một chút ít kể từ đó người nọ truy tung người kia giang trần lại phát hiện ra sau khi đuổi theo dấu vết của quân mặc bạch lại tới gần một hồ nước hồ nước bình thường màu nước đều là xanh da trời hoặc là màu xanh biếc thế nhưng mà cái hồ nước này lại là màu xanh lá cây thậm chí còn gần như màu đen diện tích của hồ nước này vô cùng lớn một hồ nước lớn màu xanh sẫm khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ cổ quái lúc này giang trần nhìn thấy quân mặc bạch kia đã dừng lại giang trần không dám tới quá gần mà chậm rãi di chuyển dưới nền đất không ngừng tới gần lúc này quân mặc bạch đứng ở bên cạnh hồ nước trong tay có một đồ vật giống như là một chiếc nhẫn không ngừng vuốt vuốt dường như đang dùng chiếc nhẫn kia cảm ứng gì đó trong lúc đó sắc mặt của quân mặc bạch trầm xuống bởi vì đối diện hồ nước có một thân ảnh đang lạnh lùng theo dõi hắn, chính là Lâm Hải của Bắc Minh Tông. Quân Mặc Bạch, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Hải mặt đen lên, nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Bạch, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo ý tứ cảnh giác nồng đậm. Quân Mặc Bạch trước đó là đuổi theo đối phương mà tới, nhìn thấy Lâm Hải xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cười nhạt nói, bài danh của ngươi ở trong luận võ cũng không cao hơn ta, ngươi có thể tới đây sao ta không thể tới? Quân Mặc Bạch ở trong luận võ đại điển đi tới tứ cường, mà xếp hạng của Lâm Hải quả thực thấp hơn hắn. Hừ, ta khuyên ngươi nên lập tức rời khỏi đây. Ngữ khí của Lâm Hải lạnh nhạt vô cùng. Quân Mặc Bạch nhịn không được mà cười lớn nói, nực cười, ta rời khỏi. Tại sao ta phải rời khỏi đây mà không phải là ngươi?" Sắc mặt Lâm Hải trầm xuống nói, "Quân Mặc Bạch, để mặt Đan Kiền cung và Bắc Minh tông có quan hệ không tồi, ta sẽ để cho ngươi một chút mặt mũi. Ngươi thực sự cho rằng ngươi không rời khỏi đây ta sẽ không có cách nào đuổi ngươi đi được sao?" Quân Mặc Bạch nhẹ nhàng cười nói, Lâm Hải, đến lúc này ngươi đừng có giả mù sa mưa ngư nữa. Ngươi thực sự là đệ tử Bắc Minh Tông sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Hải đột nhiên biến đổi. Mà Giang Trần ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó đột nhiên chấn động. Có ý gì? Lâm Hải này là thiên tài số một của Bắc Minh Tông, chẳng lẽ cũng là kẻ nằm vùng. Hơn nữa ngữ khí của quân mặc bạch như vậy, ý tứ bên trong rất rõ ràng, quân mặc bạch hắn cũng không phải là đệ tử của Đan Kiền Cung. Trong lúc nhất thời Giang Trần cảm thấy bi ai cho vạn tượng cương vực thoạt nhìn vạn tượng cương vực nhìn như bền chắc như thép, thế nhưng không ngờ lại bị xâm nhập tới nước này. Tất cả các đại tông môn trong vạn tượng cương vực, rốt cuộc có bao nhiêu con cờ bên ngoài được xếp vào. Nhưng mà Lâm Hải hiển nhiên không tính thừa nhận một cách thống khoái, sau khi kinh ngạc, hắn liên tục cười lạnh, ta không biết người đang muốn nói cái gì. Quân mặc bạch, lăn hay là không lăn, lầm mỗ cho người một cơ hội cuối cùng. Kiên nhẫn của Lâm Hải dường như có hạn, trực tiếp xé rách ra mặt. Lăn, ngư khí của quân mặc bạch vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn nói người muốn lăn hiện tại cũng không có cơ hội lâm hải nếu như ta đoán không sai ngươi hẳn là đệ tử của bất diệt thiên đô a bất diệt thiên đô trong lòng giang trần trầm xuống mấy năm này hắn đối với thần uyên đại lục cũng có một ít lý giải mấy năm trước trong quyển sách mà hoàng nhi đưa cho hắn có một ít ghi chép về thần uyên đại lục khiến cho hắn đối với thần uyên đại lục có lý giải toàn diện hắn biết rõ bất diệt thiên đô cũng là một trong những tông môn nhất phẩm cũng là cự đầu một phương trong bát vực thực lực so với Cửu Dương Thiên Tông cũng không chênh lệch là bao. Đầu Giang Trần như trương phỉnh lên, hắn vẫn cho rằng chỉ có một mình Cửu Dương Thiên Tông nhúng tay vào Vạn Tượng Cương vực. Hiện tại xem ra tất cả người trong Vạn Tượng Cương vực đều quá ngây thơ. Chương 1128, Phi Vũ Đại Đế, cung điện thần bí một. Vạn Tượng Cương vực này quả thực chính là một miếng bánh thơm ngon a, à. thế nhưng mà rốt cuộc Vạn Tượng Cương vực này có gì hấp dẫn tới vậy? Kỳ thực Giang Trần nghĩ mãi mà cũng không thể nào hiểu rõ được. Dược viên thượng cổ trên Huyền Ba Sơn, nơi đó tuy rằng có một chút linh dược thiên cấp, thế nhưng mà hiển nhiên còn chưa đủ, để cho tông môn nhất phẩm bố trí vài thập niên A, à, truyền thừa của đan tiêu cổ phái, bên ngoài cũng không biết A, à, tuy rằng đan tiêu cổ phái quả thực so, với tông môn nhất phẩm hiện tại còn cường đại hơn không ít, thế nhưng mà đan tiêu cổ phái ở thời kỳ thượng cổ, cũng không phải là tông môn thượng cổ mạnh nhất. Lại nói, truyền thừa của đan tiểu cổ phái hiển nhiên bên ngoài cũng không quá rõ ràng. Nếu thực sự biết có truyền thừa của một tông môn thượng cổ, như vậy thì chỉ sợ đám tông môn nhất phẩm kia đã trực tiếp xông tới, mà không cần phải bố trí những quân cờ như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Trần vẫn không thể nào lý giải được, nhất định có nguyên nhân nào mà hắn không biết, hơn nữa nguyên nhân này không thể gióng trống khua chiêng, cho nên mới phải dùng loại phương thức xâm nhập vào bên trong các tông môn như vậy. Trong mắt Lâm Hải hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào quân mặc bạch nói, "Nói như vậy ngươi là đệ tử Cửu Dương Thiên Tông?" Giữa hai người đề phòng lẫn nhau nhìn chằm chằm vào nhau, nhất thời bầu không khí thoáng cái trở thành dương cung bạt kiếm. Hiển nhiên sau khi xé rách thân phận, cũng đã biết ý đồ tới của đối phương, cũng hiểu đây là cục diện không chết không thôi. Nói đi, muốn giải quyết thế nào? Sau khi xé rách ra mặt, Lâm Hải cũng chấn định lại, ngữ khí trở nên thong dong mà bình tĩnh. Quân Mặc Bạch cười nhạt nói, rất đơn giản, ngươi chết. Lâm Hải chẳng những không giận mà còn cười cười nói, tiểu tử, xem ra ngươi thực sự là đệ tử của Cửu Dương Thiên Tông, phong cách ngang ngược đều được truyền từ trên xuống cha truyền con nối a người biết là tốt rồi quân mặc bạch cười nhạt một tiếng nói tất cả đều là người thông minh Người có thể tìm thấy nơi này chứng minh ý đồ của chúng ta khi tới đây đều giống nhau lâm hải cười ha hả nói nói như vậy ngươi cũng vì truyền thừa của phi vũ đại đế mà tới phi vũ đại đế giang trần nghe cái tên này lại cảm thấy mơ hồ mặc dù hắn có chút lý giải về thần uyên đại lục thế nhưng tên tuổi của phi vũ đại đế này quả thực hắn chưa từng nghe qua truyền thừa quân mặc bạch nở nụ cười quái dị nói, Lâm Hải, nếu như ngươi muốn nhận được truyền thừa của hắn, thì chúng ta không cần phải ngươi sống ta chết. Truyền thừa võ đạo của hắn toàn bộ đều cho ngươi. Ta chỉ muốn một ít đồ vật trên người hắn mà thôi. Ngươi nằm mơ sao? Lâm Hải cười lạnh nói, ta chỉ thăm dò ngươi một chút, không ngờ ngươi lại nói toạc ra như vậy. Hai người này đấu khẩu với nhau, thế nhưng Giang Trần lại cái hiểu cái không. Nhưng mà hắn vẫn suy đoán đại khái được một chút, hai người này không ngờ lại truy tìm một đại đế mà vị đại đế này gọi là phi vũ đại đế lâm hải không cần phải làm ra vẻ ngàn năm trước cự đầu hai tông chúng ta đều đuổi giết phi vũ đại đế lại để cho hắn đào thoát đồng thời cũng biết hắn trốn vào trong vạn tượng cương vực thế nhưng không có ai biết rõ hắn trốn ở nơi nào không ngờ được hắn lại trốn ở trong nơi niết bàn gọi là vạn tượng cực cảnh này quả nhiên khiến cho người ta thổn thức a quân mặc bạch nói xong lại sờ sờ trích nhẫn trong tay nói lâm hải người nhất định cũng có ấn ký truy tung của bất diệt thiên đô cho nên sau khi tiến vào ngoại cảnh cực cảnh mới có thể cảm ứng được nơi niết bàn của Phi Vũ Đại Đế. Không biết ta đoán có đúng không? Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi không phải cũng như vậy? Ngữ khí của Lâm Hải rất là khinh thường, dường như hắn cảm thấy Quân Mặc Bạch đang nói nhảm. Hắc hắc, Lâm Hải, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế để cho ngươi, những vật khác là của ta. Ngữ khí của Quân Mặc Bạch vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng lại có một loại uy áp chân thật. Giang Trần ở trong chỗ tối ngưng trọng, trong lòng thầm mắng to, hai tên hỗn đàn này quả nhiên đều ẩn giấu thực lực. Thực lực này ít nhất cũng là địa thánh cảnh, thậm chí còn có thể là cường giả thiên thánh cảnh thất trọng. Hai vương bát đản này không ngờ lại che giấu, giả bộ như là thánh cảnh sơ kỳ, thậm chí trong luận võ đại điển cũng cố ra vẻ, cố ý nhận thua. Giang Trần cũng chưa từng giao thủ qua với hai người này, cho nên đối với việc hai người này có ẩn giấu thực lực hay không hắn, cũng không biết được. Lâm Hải nở nụ cười khinh thường nói, tiểu tử người không biết nhất định sẽ bị người hù uy hiếp ta sao ngươi còn quá non có giỏi thì phóng ngựa tới nói xong cánh tay lâm hải chụp một cái một lệnh kỳ xuất hiện trong tay hắn lệnh kỳ vung lên vô số đạo quang mang bắn ra giống như từng tấm lụa từ trên trời giáng xuống trực tiếp cắt xuống hồ nước ầm ầm mặt hồ nước thoáng cái bị tách ra ở giữa xuất hiện một cái hang sâu lâm hải lạnh nhạt nhìn qua quân mặc bạch nói hồ nước ta đã mở ra ngươi có dám đi vào không quân mặc bạch cười hắc hắc nói ngươi dám tới thì ta dám vào vậy sao lâm hải bỗng nhiên nở nụ cười diễu cợt đồng thời lệnh kỳ trong tay vung lên cuốn về phía quân mặc bạch đã như vậy ngươi nếm thử uy lực của vong linh chi thủy đi lệnh kỳ được phát từ bên trong tách ra hai cột nước bay thẳng về phía quân mặc bạch khuôn mặt trắng nõn của quân mặc bạch khẽ đổi hắn không ngờ rằng lâm hải lại hèn hạ như vậy tay vung lên một chiếc quạt giấy xuất hiện trong tay hắn tay liên tục vung vẩy từng đạo linh lực chấn động răng khắp nơi hình thành một vòng phòng ngự kỳ quái bảo hộ bản thân vào bên trong hồ nước màu xanh lá cây này hiển nhiên vô cùng đáng sợ vừa mới rơi xuống mặt đất đã phát ra tiếng xèo xèo chói tai ngay cả cát vàng cũng có thể bị ăn mòn mất cũng may vòng phòng ngự của quân mặc bạch vô cùng mạnh miễn cưỡng chống được sự xâm nhập của nước trong hồ đợi sau khi quân mặc bạch lấy lại tinh thần thì lâm hải kia đã nhảy xuống đáy hồ nước quân mặc bạch cắn răng một cái quạt giấy vung lên bảo vệ bản thân rồi cũng nhảy xuống dưới chỉ là hai người này vừa mới nhảy xuống không bao lâu bỗng nhiên có hai cột nước phóng lên mà thân thể hai người cũng từ trong mặt nước lao ra thậm chí có chút chật vật ngã xuống hai bên Kia người cố gắng ổn định thân thể trong mắt hiện lên vẻ kinh dị nhìn qua cái mặt hồ kia vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ánh mắt gắt gao nhìn vào mặt hồ mặt hồ màu xanh lá cây kia đột nhiên run rẩy kịch liệt giống như phía dưới có thứ gì đó đang sôi trào muốn phóng lên ầm ầm rồi đột nhiên vô số cột nước phóng lên dưới mặt nước không ngờ có một tòa cung điện trồi lên chương 1129, Phi Vũ Đại Đế, Cung điện Thần Bí 2, là một tòa cung điện. Cung điện này tuy rằng không lớn, ước chừng trên trăm mẫu, thế nhưng quả thực là một tòa cung điện. Một màn này khiến cho Giang Trần ở trong chỗ tối cũng trợ mắt há hốc mồm. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được, dưới đáy hồ này lại có một tòa cung điện. Hơn nữa còn từ trên đáy hồ trồi lên, cũng không biết hai gia hỏa này. Động vào cấm chế gì đó hay không mà khiến cho cung điện này trồi từ dưới hồ nước lên trên, nhưng bất kể như thế nào, Thủ đoạn như vậy cũng khiến cho Giang Trần cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng mà có một vấn đề rõ ràng, cung điện này rốt cuộc bị làm sao? Một phong hào đại đế, cho dù mạnh tới mức không yên lòng, cũng không có khả năng luyện chế ra cung điện loại này a. À. Coi như là tông môn thượng cổ như đan tiêu cổ phái kia, thì bọn họ cũng chỉ thông qua thần thông không y gan, luyện chế một ít trận pháp bí cảnh, thế nhưng mà phải dựa vào địa thế mà kiến tạo ra. Cung điện này không ngờ có thể di chuyển, thoạt nhìn hiển nhiên không chỉ dựa vào địa thế mà kiến tạo đơn giản như vậy theo kinh nghiệm của giang trần đây là một động phủ tự nhiên hơn nữa còn là một động phủ có thể di chuyển loại động phủ này thông qua bí thuật không gian thậm chí có thể thu nhỏ lại như giới chỉ không gian tựa như nguyên từ kim sơn vậy có thể duỗi ra co lại muốn luyện chế loại động phủ này cũng không phải phong hào đại đế có thể hoàn thành ít nhất phải cường giả thiên vị mới có thể làm được cường giả thiên vị đạt được chư thiên tán thành có thể vận dụng sức mạnh to lớn của thiên địa mới có thể công tham tạo hóa vận dụng thần thông không gian nghịch thiên như vậy rốt cuộc phi vũ đại đế là người như thế nào trong lúc nhất thời giang trần vô cùng hiếu kỳ hắn hiểu quân mặc bạch và lâm hải này hiển nhiên không phải tới tranh đoạt truyền thừa võ đạo của phi vũ đại đế mà bản thân phi vũ đại đế này còn có một bí mật khác giang trần đột nhiên có chút biết rõ vì sao cửu dương thiên tông lại trăm phương ngàn kế muốn nhúng tay vào bên trong vạn tượng cương vực nơi phi vũ đại đế niết bàn nhất định là có một nguyên nhân vô cùng quan trọng tuy rằng giang trần tạm thời còn không biết rốt cuộc phi vũ đại đế này có đồ vật gì có đủ lực hấp dẫn như vậy có thể khiến cho loại tông môn nhất phẩm như cửu dương thiên tông nhớ mãi không quên nhưng giang trần biết rõ ở nơi này tuyệt đối có bí mật cực lớn lâm hải và quân mặc bạch nhìn nhau trong mắt tràn ngập vẻ tham lam lâm hải ta và ngươi ở nơi này chém giết chiến đấu tới không chết không thôi nói không chừng lại tiện nghi cho kẻ khác vạn nhất những người khác chạy tới nơi này nhìn thấy hai người chúng ta chém giết tới hấp hối đây không phải là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi hay sao quân mặc bạch dường như có chút kiêng kỵ nói lâm hải cười ha hả nói làm nhảm thì có ích gì những người khác có mấy người sẽ tới ngoại cảnh cực cảnh lại nói cho dù tới bọn họ cũng không có ấn ký truy tung cũng không tìm được tới nơi này ấn ký truy tung này là năm đó hai cự đầu của tông môn bọn họ lưu lại trên người phi vũ đại đế sau khi phi vũ đại đế bị trọng thương không có cách nào luyện hóa loại ấn ký truy tung này cho nên mới phải chạy tới nơi như Vạn Tượng Cực Cảnh, ngăn cách với bên ngoài. Cho nên ngàn năm qua, hai tông kia cơ hồ âm thầm tìm khắp nơi trong Vạn Tượng Cương Vực, lại không thu hoạch được gì. Về sau hai tông này mới giật mình, tỉnh ngộ, còn có địa phương như Vạn Tượng Cực Cảnh, cho nên bọn họ mới làm ra sắp xếp như vậy. Lâm Hải và quân mặc bạch này hiển nhiên đều là quân cờ do hai tông môn nhất phẩm sắp xếp, là bởi vì muốn tìm kiếm thi thể của Phi Vũ Đại Đế. Trước bọn họ, tông môn đã trả một cái giá lớn tìm di hài của Phi Vũ Đại Đế thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Cho nên lúc này kỳ thực bọn họ cũng không hy vọng quá lớn. Chỉ muốn tới vạn tượng cực cảnh thử thời vận mà thôi, thế nhưng không ngờ tới nơi này ấn ký truy tung lại xuất hiện một tia cảm ứng. Lúc này bọn họ mới dựa theo một tia cảm ứng mà đi tới nơi này. Từ trong lời nói của hai người này Giang Trần cũng hiểu rõ đại khái. Đoán chừng phi vũ đại đế này có lẽ năm đó có một ít bí mật trên người. Cho nên bị bất diệt thiên đô và cửu dương thiên tông, hai đại tông môn nhất phẩm này đuổi giết, sau khi bản thân phi vũ đại đế bị trọng thương chạy tới vạn tượng cương vực không có nơi nào để trốn cho nên sau đó mới chạy tới chính giữa vạn tượng cực cảnh mà hai tông này đuổi giết phi vũ đại đế suy đoán không chính xác bọn họ cảm thấy có lẽ phi vũ đại đế kéo dài hơi tàn trốn ở một nơi nào đó hoặc là tìm được người thừa kế truyền thừa bảo vật y bát của mình cho nên bọn họ theo mạch suy nghĩ này ở trong vạn tượng cương vực điều tra một lượt thế nhưng thủy trung vẫn không tìm được manh mối bởi vì bí mật trên người phi vũ đại đế quá mức quan trọng, cho nên hai tông này cũng không có cách nào gióng trống khua chương tìm tòi trên quy mô lớn. Phi vũ đại đế kia rốt cuộc có bí mật gì có thể khiến cho hai tông này chấp nhất ngàn năm như vậy? Chẳng lẽ là thiên vị phù chiếu, tông môn nhất phẩm, cường giả phong hào đại đế cũng có nhiều. Đồ vật bình thường tuyệt đối không có cách nào làm cho bọn hắn điên cuồng như vậy. Theo Giang Trần thấy, chỉ sợ chỉ có thiên vị phù chiếu mới có lực hấp dẫn như vậy. Như thế nào là thiên vị phù chiếu? Thiên vị phù chiếu kỳ thực chính là, thứ mà sau khi cường giả nhận được thiên đạo tán thành, thiên đạo dùng sức mạnh to lớn đánh vào trong cơ thể cường giả thiên vị, một đạo ấn ký thiên địa. Ấn ký thiên địa này hình thành nên thiên vị phù chiếu, là ấn y bổn mạng của cường giả thiên vị. Rất nhiều vị diện phàm tục sẽ coi cường giả thiên vị là bán thần, mà thiên vị phù chiếu cũng được coi là thần cách bán thần, nói trắng ra chỉ là tiêu chí được thiên đạo tán thành. Mà thiên vị phù chiếu với tư cách là bổn mạng ấn ký của cường giả thiên vị một khi cường giả thiên vị vẫn lạc bổn mạng thiên vị phù chiếu này rất có thể sẽ bị những người khác luyện hóa đối với rất nhiều phong hào đại đế không có cách nào đạt được thiên đạo tán thành nếu như có thể luyện hóa được một cái thiên vị phù chiếu như vậy không thể nghi ngờ coi như đạt được thiên đạo tán thành do đó mà đột phá thiên vị như vậy mà nói không đơn thuần là thực lực còn có tuổi thọ đều tăng vọt một cách điên cuồng tuy rằng cường giả thiên vị còn không tính là bất tử thế nhưng tuổi thọ lại cực kỳ khoa trương cũng không phải là một kẻ phàm trần như phong hào đại đế có thể so sánh. Nhận được thiên đạo tán thành, đạt được thiên vị phù chiếu, dương thọ trực tiếp tăng gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Cho nên Giang Trần cảm thấy, có thể khiến cho người hai tông môn nhất phẩm tranh giành tới ta sống ngươi chết, chỉ có thể là bảo vật vô cùng kinh người như thiên vị phù chiếu. Chương 1130, cảnh ngộ của Lăng Bích Nhi. Ngay khi Giang Trần đang suy nghĩ, Lâm Hải và Giang Trần kia đã bắt đầu đánh nhau. Hai người này quả nhiên ẩn giấu thực lực vô cùng sâu, Thực lực hai người không ngờ đều là thánh cảnh lục, thất trọng, thực lực mạnh mẽ so với Đinh Đồng mà Giang Trần giết ở trong Huyễn Ba Sơn còn mạnh hơn một bậc. Cửu Dương Thiên Tông quả thực âm hiểm, bố trí tam tinh tông còn chưa đủ, vậy mà còn xâm nhập tới Đan Kiền Cung, quân mặc bạch này che giấu quá tốt. Nếu như không phải Đan Chỉ Cung chủ cảnh giác đã sớm nhắc nhở Giang Trần, Giang Trần thật sự không ngờ tới quân mặc bạch này lại là kẻ nằm vùng. Nhưng mà hai người này đánh nhau, Giang Trần lại vô cùng ủng hộ, dù sao đây là ngoại cảnh cực cảnh nếu như ở nơi khác giang trần không sợ hai người này liên thủ nhưng mà ở nơi này năng lượng sinh mạng vốn đã ít đi nếu như đánh nhau kịch liệt hiển nhiên sẽ cực kỳ tiêu hao năng lượng giang trần không muốn làm chuyện quá sức này quân mặc bạch không phải đã nói rồi sao ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi giang trần quyết định bản thân vẫn nên yên tâm làm ngư ông thì hơn tuy rằng giang trần là người chuyển sinh thế nhưng cỗ thân thể này của hắn dù sao cũng là người của vạn tượng cương vực hoặc ít hoặc nhiều vẫn có chút tình cảm với bản thổ hiện tại biết rõ quân mặc bạch và lâm hải này là người nằm vùng từ thế lực bên ngoài tới trong lòng đối với hai người này không có bất luận một chút hào cảm nào nhất là quân mặc bạch hỗn đản này nằm vùng trong đan kiền cung càng khiến cho giang trần chán ghét dù sao giang trần trải qua nhiều năm tích lũy như vậy đối với hương khói của đan kiền cung rất có cảm tình người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình được chứ bất kể là đan trì cung chủ hay là mộc cao kỳ hay là vân niết trưởng lão còn có tỉ muội lăng thị, đối với những người này Giang Trần cực kỳ coi trọng. Theo Giang Trần thấy, thực lực Lâm Hải có lẽ không mạnh hơn quân mặc bạch là bao, thế nhưng rõ ràng quân mặc bạch lại âm hiểm hơn một bậc. Cho nên hai người này giao đấu lại ngang tay. Thực lực Lâm Hải mạnh hơn một chút, không phải là thực lực hắn so với quân mặc bạch mạnh hơn, mà là do cái lệnh kỳ trong tay hắn. Thứ này không phải tầm thường, bất kể là công kích hay phòng ngự đều có hiệu quả kinh người. Nhiều khi rõ ràng quân mặc bạch chiếm thế thượng phong, thế nhưng đều bị cái lệnh kỳ này khiến cho trở thành ngang tay đúng như giang trần suy đoán năng lượng sinh mạng trong ngoại cảnh cực cảnh này cực ít hai người này sau khi đấu chừng một phút lập tức có cảm giác khó có thể chịu được nữa hai người giống như hai con trâu được giao đấu hai mắt đỏ bừng miệng thở dốc rõ ràng thế nhưng vẫn vô cùng điên cuồng hoàn toàn có tư thế không chết không thôi lâm hải ngươi phải dựa vào lệnh kỳ này sao bất diệt thiên đô chỉ có một chút bổn sự này thôi sao quân mặc bạch biết rõ phá không được lệnh kỳ này vô luận thế nào hắn cũng không thắng được lâm hải lâm hải cười lạnh nói bổn sự của ngươi thì mạnh sao không phải ngươi chỉ dựa vào một ít âm mưu quỷ kế thôi sao đừng nói nhảm nữa tiếp tục tới trong lúc hai người này điên cuồng giao đấu bên trong nội cực cảnh ở một nơi kín đáo lăng bích nhi lại tìm được một nơi có truyền thừa chỗ truyền thừa này vô cùng vắng vẻ nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp lăng bích nhi lại gặp phải nơi niết bàn này không ngờ là do một cường giả hoàng cảnh cửu trọng lưu lại cường giả hoàng cảnh cửu trọng. Này cũng không phải do dương thọ sắp hết, mà tán công mà hắn tu luyện một loại thiên đạo nhất bàn, dùng cái chết để sinh thần thông. Hắn lựa chọn ở trong vạn tượng cực cảnh độ kiếp trùng kích đế cấp, kết quả thất bại trong găng tấc. Ở trong nơi niết bàn này còn có rất nhiều thứ mà vị tiền bối này chuẩn bị để trùng kích đế cấp, chuyện này khiến cho Lăng Bích Nhi có cảm giác như cá gặp nước. Vốn nàng cũng đã đến biên giới đột phá thánh cảnh. Hiện tại những thứ ở đây người ta sắp ra để trùng kích đế cấp, nếu như nàng dùng để đột phá thánh cảnh tự nhiên là dư xài. Đạt được một cơ hội ngoài ý muốn như vậy, khiến cho Lăng Bích Nhi dứt khoát lựa chọn đột phá thánh cảnh, dùng thời gian một ngày một đêm trùng kích, phá tan trói buộc, đột phá tới thánh cảnh. Không chỉ như thế, nàng còn nhận được cơ hồ tất cả truyền thừa của vị cường giả này. Chuyện này khiến cho Lăng Bích Nhi thực sự có cảm giác hoảng hốt, nàng tuyệt đối không ngờ tới mình tiến vào trong vạn tượng, cực cảnh lại có thu hoạch như vậy. Phải biết rằng cho dù là đan trì cung chủ lúc trước tuy rằng cũng nhận được truyền thừa, thế nhưng cấp bậc truyền thừa hiển nhiên cũng không bằng thu hoạch của nàng lần này thậm chí nàng còn hoài nghi ngàn năm qua trong vạn tượng cực cảnh này phải chăng chưa từng có người nào nhận được truyền thừa cấp bậc như vậy vật truyền thừa của vị tiền bối chuẩn phong hào đại đế này rất nhiều lăng bích nhi kiểm kê càng thêm kinh ngạc rốt cuộc nàng đã biết tại sao giang trần lại mạnh như vậy nàng suy đoán nhất định giang trần sư đệ đã gặp phải truyền thừa nghịch thiên nào đó mà bây giờ nàng phát hiện ra bản thân mình cũng được thần may mắn ưu ái nhiều bảo vật truyền thừa như vậy lăng bích nhi tuy rằng là một nữ tử tỉnh táo thế nhưng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khẩn trương những vật này nếu như để cho người bên ngoài biết rõ chỉ sợ cả vạn tượng cương vực sẽ xảy ra sóng to gió lớn đúng rồi ta phải giữ bí mật này cho tốt vị thiều âm tiền bối này cũng xem như là một nữ tử hiếm thấy thần uyên đại lục cường giả nữ tu ít hơn nam tử rất nhiều lăng bích nhi ta tuy rằng là nữ tu thế nhưng lại muốn lên tiếng thay cho nữ tu toàn thiên hạ lăng bích nhi dần dần tỉnh táo lại từ trong niềm vui khi nhận được truyền thừa những bảo vật thiều âm tiền bối này lưu lại quả thực rất nhiều bất luận một thứ nào ném tới vạn tượng cương vực đều là bảo vật hiếm thấy lăng bích nhi cất kỹ từng cái bái mấy bái nói thiều âm tiền bối vãi bối lăng bích nhi nhận được truyền thừa của người nhất định sẽ đem truyền thừa của người phát dương quang đại làm dạng danh nữ tu chúng ta lăng bích nhi không phải là loại người qua sông đoạn cầu sau khi thành kính bái mấy bái rồi mới rời khỏi nơi này Nàng biết rõ nơi Niết Bàn như vậy, không thể ở lâu, một khi bị người ta phát hiện ra, bản thân nàng sẽ lâm vào trong phiền phức, cho nên trước khi rời đi Lăng Bích Nhi, đem tất cả những đồ vật có khả năng trở thành manh mối phá hủy đi. Ồ, thời gian có 9 ngày, hiện tại ta mới dùng được 5 6 ngày. Không biết Giang Trần sư đệ hiện tại ở nơi nào bên trong này. Trong lòng Lăng Bích Nhi lo lắng cho Giang Trần cho nên không muốn rời khỏi. Nàng định tìm mọi nơi xem, nhìn xem có thể hội họp với Giang Trần hay không. Trong lúc đang định tiến lên phía trước Lăng Bích Nhi đột nhiên cảm thấy chấn động. Lúc đang muốn lảng tránh thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn bên trái. Chương 1131, Giang Trần hiện thân một. Là Lăng Bích Nhi, là đệ tử của Đan Kiền cung. Lăng Bích Nhi nghe thấy đạo thanh âm này, trong lòng đột nhiên cả kinh. Tại sao lại là hắn ta? Lăng Bích Nhi cơ hồ đã cho là tai mình nghe nhầm, người vừa mới lên tiếng không ngờ lại là Uống Kiếm Vũ, cung chủ Uống Kiếm Vũ của Thánh Kiếm cung, phản ứng bản năng của võ giả khiến cho lăng bích nhi biết đã xảy ra chuyện thân thể nhoáng lên lập tức bỏ chạy chỉ là tốc độ của uông kiếm vũ lại cực nhanh sau ba hô hấp đã đuổi theo quát tiểu tiện nhân chạy đi đâu tốc độ của lăng bích nhi chưa kịp đẩy cao đã bị uông kiếm vũ ngăn lại uông kiếm vũ nghe răng cười nói trốn sao tại sao lại không trốn nữa đôi mi thanh tú của lăng bích nhi nhíu lại nói uông cung chủ đây là vạn tượng cực cảnh không ngờ ngươi lại vụng trộm tới đây ngươi đã phá vỡ quy tắc ngươi không sợ thánh kiếm cung ngươi khiến cho người ta công phẫn sao uông kiếm vũ tùy ý cười lớn trải qua từng biến cố cảm xúc và tâm tính của uông kiếm vũ trở nên vặn vẹo thiếu đi khí độ của một tông sư nhiều thêm mấy phần điên cuồng công phẫn vạn tượng cương vực ha 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 uông kiếm vũ cười ha hả nói công phẫn là cái gì hiện tại bản thân bọn chúng còn khó bảo toàn còn công phẫn cái rắm sắc mặt lăng bích nhi trầm xuống nói uông cung chủ ngươi nói câu này là có ý gì Uông kiếm vũ cười quái dị, có ý gì sao? Rất đơn giản, vạn tượng cương vực sắp xong đời rồi. Tiểu tiện nhân nhà ngươi, ta nghe nói ngươi có quan hệ không tệ với Giang Trần. Bắt được ngươi còn không phải sẽ khiến cho Giang Trần lộ diện sao? Lúc này đám người Uông Hàn cũng chậm rãi đi tới, cả đám đều nở nụ cười như có như không. Mà sau lưng Uông Hàn chính là một lão giả có khuôn mặt tiểu tụy, nhìn qua vô cùng thần bí. Lão giả này chỉ đứng đó thế nhưng khiến cho Lăng Bích Nhi có cảm giác muốn sụp đổ lăng bích nhi không thể tưởng tượng được ngươi lại có ngày rơi vào trong tay uông mỗ uông hàn bỗng nhiên cười lớn muốn cười lớn lại nói uông hàn không phải là không thèm tới mức chảy nước miếng với lăng bích nhi chỉ là hai tông đã đối đầu khiến cho hắn không có cách nào công khai cầu thân với lăng bích nhi nhưng mà trong giấc ngủ đã có vô số lần hắn nằm mơ xuân mộng tới lăng bích nhi hôm nay nhìn thấy lăng bích nhi vô số cảm xúc biến thái trong lòng uông hàn bộc phát uông hàn ngươi cũng xứng tiến vào vạn tượng cực cảnh sao Đối với nhân phẩm của Uông Hàn, Lăng Bích Nhi cực kỳ khinh thường, cho nên nàng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Uông Hàn. Uông Hàn một lần rồi lại một lần bị Đan Kiền Cung làm nhục, hôm nay lại bị Lăng Bích Nhi khinh bỉ như vậy, trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ lửa giận. Trước khi Đan Kiền Cung ngươi làm nhục ta, hiện tại Uông Hàn ta bái cường giả hoàng cảnh làm sư phụ, tiểu nữ ngươi vẫn còn dám coi rẻ ta. Hắn giữ tợn cười một tiếng, Lăng Bích Nhi, thu hồi chút tính tình kia của ngươi đi. Ở đây không có ai giúp ngươi đâu nói xong uông hàn cung kính thi lễ với cầm ma tông chủ sư tôn nữ nhân này chính là đệ tử đan kiền cung hơn nữa lại cấu kết làm bậy với giang trần chỉ cần bắt được nàng ta sẽ không sợ giang trần không hiện thân hơn nữa đệ tử với đan kiền cung này có ân oán lớn lao cầu sư tôn giao nàng ta cho đệ tử xử lý hắn rất hiểu đạo tiến thối biết rõ mọi thứ nên xin chỉ thị cầm ma tông chủ một chút quả nhiên lão nhân này nhìn thấy uông hàn thổi phồng như vậy trong lòng đối với tên đệ tử tiện nghi là uông hàn này càng thêm thưởng thức hắn. Gật gật đầu nói, tóc chiến tóc thắng, không nên lãng phí thời gian lão đầu này cũng biết, vạn tượng cực cảnh chỉ có mở ra 9 ngày, hiện tại đã là ngày thứ 6, thời gian không đợi người A, mục tiêu lớn nhất lần này chính là đuổi bắt Giang Trần, những thứ khác đều là mây bay, hắn cũng không muốn làm phức tạp mọi chuyện. Cho nên theo phong cách của lão đầu này, một đường gặp phải thiên tài trong vạn tượng cực cảnh hắn chỉ nói một chữ giết. Trên đường đi bọn họ gặp phải 7-8 thiên tài trong vạn tượng cương vực, đều bị hắn hạ lệnh tàn sát, Kể cả nhấp trùng của Đan Kiền cung cũng bất hạnh ở trong đội ngũ này. Đương nhiên lão đầu này rất xảo trá, loại chuyện như vậy căn bản hắn sẽ không xuất thủ, đều mệnh lệnh Uông Kiếm Vũ đi làm. Mỗi khi Uông Kiếm Vũ giết một người hắn sẽ cách vạn tượng cương vực càng xa, nhất định phải đi theo ôm đùi Bão Cầm Tông hắn. Uông Kiếm Vũ hiển nhiên cũng bị kích thích sát tính, biết rõ Cầm Ma Tông chủ đang thăm dò hắn, thế nhưng hắn vẫn không có một chút do dự nào, gặp một giết một. Hiển nhiên gần đây Uông Kiếm Vũ phiền muộn vô cùng, vô cùng nghẹn khuất cho nên khiến cho hắn đối với toàn bộ vạn tượng cương vực đều tràn ngập cừu hận một loạt các cảm giác cực đoan tràn ngập cũng cần được giết chóc để hóa giải bởi vì như vậy cho nên trên đường đi gặp phải thiên tài nào trong vạn tượng cương vực cơ hồ tất cả đều chết thảm dưới kiếm của uông kiếm vũ lăng bích nhi nhìn qua uông kiếm vũ điên cuồng nhìn qua uông hàn đang định nọt lại nhìn khí chất của lão đầu thâm bất khả chắc kia trong lòng nàng rối loạn nàng cũng đã gặp rất nhiều trận chiến lớn thế nhưng không thể nghi ngờ lúc này là trận chiến đột ngột nhất cũng hung hiểm nhất trong lúc nhất thời trong lòng Lăng Bích Nhi xoắn xuýt, vừa rồi nàng mới kế thừa truyền thừa của Thiếu Âm Tiền Bối, trên người thật ra cũng có một ít phù để chạy trốn, thậm chí những phù này còn có thể phá vỡ sự trói buộc của cường giả Hoàng Cảnh. Thế nhưng mà đây là ở bên trong vạn tượng cực cảnh, nàng không dám bảo đảm loại phù cường đại này có thể tạo ra được bao nhiêu hiệu quả. Hơn nữa trong lòng nàng còn có chút lo lắng, lo lắng cho Giang Trần. Từ trong lời nói giận dữ của ông Hàn, mục tiêu chủ yếu chuyến này của hắn chính là Giang Trần sư đệ. Nghĩ tới đây trong lòng Lăng Bích Nhi lại lâm vào do dự. Nàng tự hỏi, có phù bảo vệ tính mạng của Thiều Âm Tiền Bối, bản thân nàng chí ít có 6 7 thành chạy đi. Nhưng mà hiện tại nếu nàng chạy đi, Giang Trần Sư đệ phải làm sao bây giờ? Lăng Bích Nhi liếc nhìn lão đầu thần bí kia, đại khái cũng có thể đoán ra được, lão nhân này hẳn là một cường giả hoàng cảnh, so với bất luận một cường giả nào trong vạn tượng cương vực còn lợi hại hơn rất nhiều. Coi như nàng vừa đi, nếu như Giang Trần Sư đệ gặp phải đám người này thì nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù Lăng Bích Nhi biết Giang Trần lợi hại, cũng biết Giang Trần không tầm thường, thế nhưng lần này gặp phải cường giả hoàn cảnh, so với bất kỳ đối thủ nào trước đó đều mạnh hơn rất nhiều. Nàng âm thầm cắn hàm răng ngà, trong lòng Lăng Bích Nhi đã có chủ ý. Chương 1132, Giang Trần hiện thân hai. Bỗng nhiên nàng nhìn về phía lão đầu thần bí kia, nói: "Tiền bối, Vãn bối cũng không biết tiền bối có địa vị gì, Vãn bối cũng biết người mạnh mẽ ra sao. Vãn bối có thể làm tù binh của ngươi?" thế nhưng xin tiền bối không nên làm tổn thương vãn bối người muốn vãn bối làm cái gì vãn bối cũng có thể ngoan ngoãn phối hợp chỉ cầu tiền bối đừng giao vãn bối cho uông hàn nếu không cho dù chết vãn bối cũng không chịu nhục trong giọng nói của lăng bích nhi hiện lên vẻ kiên quyết uông hàn giận tím mặt quát lăng bích nhi tới lúc này ngươi còn dám giả bộ làm nữ thần với lão tử sao trước kia mọi người nâng ngươi lên gọi ngươi là nữ nhân hiện tại ngươi là tù nhân lão tử sẽ biến ngươi làm nữ nô Cầm Ma tông chủ bỗng nhiên nhíu mày hỏi: "Uông Hàn, nữ tử này rất quen thuộc với Giang Trần sao? Bắt được nàng ta là Giang Trần nhất định sẽ hiện thân sao?" Sư Tôn, Giang Trần đối với tiện nhân này rất để bụng, đệ tử đoán nhất định hắn ta sẽ hiện thân. "Được, vậy hãy để nàng ta đi theo chúng ta. Ngươi cũng không cần vội vã làm gì với nàng ta. Tất cả đợi tới sau khi bắt được Giang Trần rồi nói sau." Mục tiêu hàng đầu của lão đầu này hiển nhiên là Giang Trần, nhìn thấy bộ dáng cho dù chết cũng không chịu nhục của Lăng Bích Nhi, hắn cũng lo lắng nữ tử này quyết liệt vạn nhất tự sát sẽ không có gì áp chế được giang trần kia vạn nhất tiểu tử này trốn đi ở trong vạn tượng cực cảnh này quả thực không nhất định có thể tìm được tiểu tử đó nói xong lão nhân này lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào lăng bích nhi nói tiểu cô nương lão phu có một đống tuổi rồi cũng không muốn ra tay tàn phá một tiểu cô nương như hoa như ngọc như ngươi nhưng mà nếu như ngươi không phối hợp cho tốt lão phu không ngại phá giới cho dù lão phu không dùng được ngươi những người ngươi biết này ta tin rằng bọn chúng sẽ không để ý mà cùng hầu hạ ngươi đâu lão đầu này nói xong cười khặc khặc vô cùng quái dị lăng bích nhi nghe thấy vậy ra đầu run lên trong lòng miễn cưỡng chấn định lại làm ra vẻ nhu thuận sợ hãi tiền bối ta chỉ cần không bị nhục mà thôi đi thôi khuôn mặt lão đầu này trầm xuống hờ hững vung tay lên sau đó cả đám lại tiến về phía trước trong vùng cực cảnh này một đám người tiếp tục tìm kiếm ven đường lại gặp được vài thiên tài của vạn tượng cương vực tất cả đều bị uông kiếm vũ không chút do dự giết chết cảnh này càng khiến cho lăng bích nhi giận dữ thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì không uông hàn tại sao còn chưa gặp được giang trần ngữ khí của lão đầu này bắt đầu có chút nôn nóng sư tôn tiểu tử kia không phải là người thích tịch mịch đệ tử hoài nghi hắn căn bản không ở trong nội cực cảnh mà đang ở ngoại cảnh cực cảnh uông hàn đem phỏng đoán trong lòng mình nói ra lão đầu suy nghĩ một lát rồi vung tay nói đi tới ngoại cảnh cực cảnh trong lòng Lăng Bích Nhi lo lắng, lại có chút khát vọng. Trong lúc nhất thời tâm nàng loạn như ma. Nàng biết rõ, Giang Trần Sư Đệ hơn phân nửa ở trong ngoại cảnh cực cảnh. Mặt khác, Lăng Bích Nhi lo lắng đám người này sẽ gây bất lợi cho Giang Trần. Lại nói nàng có mang theo vài phần tâm lý may mắn, hy vọng khi gặp được Giang Trần, có thể thông qua lực lượng cường đại của phù lật mà thiếu âm tiền bối lưu lại, thoát khỏi sự đuổi giết của những người này. Nếu như một mình đi, Lăng Bích Nhi nắm chắc sáu bảy thành, một khi hội họp với Giang Trần, muốn hai người cùng bỏ chạy, Lăng Bích Nhi tính. Đi tính lại, cảm thấy nhiều lắm hai người bọn nàng cũng chỉ có ba bốn thành nắm chắc mà thôi. Nhưng mà mặc dù chỉ có nắm chắc ba bốn thành, Lăng Bích Nhi cũng nguyện ý đi thử. Nàng biết rõ nếu như mình không đi, Giang Trần Sư Đệ sẽ bị đám người kia nhìn chằm chằm vào, phiền toái khi đó sẽ rất lớn. Người thánh kiếm cung còn dễ nói, lão giả thần bí kia chính là cường giả hoàng cảnh, tất cả khó mà nói trước được đừng nói là giang trần có ân cứu mạng phụ thân lăng bích nhi nàng cho dù không có lăng bích nhi cũng không chút do dự làm ra lựa chọn như vậy bởi vì lăng bích nhi đã lớn như vậy mà đây là một nam tử đầu tiên đi vào trong lòng nàng cũng khiến cho nàng tiếp nhận hoàn toàn trong lòng lăng bích nhi cho dù là bản thân nàng chịu chết nàng cũng không muốn nhìn thấy giang trần có vấn đề gì chiến đấu bên cạnh hồ nước đã càng ngày càng yếu chiến đấu đã kéo dài được ba thời thần hai người đã tới tình trạng kiệt sức tiếp cận với hấp hối nhưng mà cho dù vậy quân mặc bạch và lâm hải kia vẫn không chịu buông tha cho đối thủ của mình đem thủ đoạn và thần thông của mình không ngừng đánh ra đánh tới khí thế ngất trời lưỡng bại câu thương cuối cùng hai người càng lúc càng điên cuồng dùng tới tuyệt chiêu ẩn giấu phanh phanh thân thể hai người ngã sấp xuống cát vàng tạo thành một cái rãnh dài giống như một cái rãnh sâu trên một con ruộng nhìn qua vô cùng bắt mắt hai người đồng thời phun ra một búng máu hai mắt đều đỏ rực giống như châu đực dãy ruộng muốn đứng lên hiển nhiên vừa rồi ngạnh kháng một lần khiến cho hai người đều nguyên khí đại thương lâm hải tên điên nhà ngươi nếu như cứ đấu vậy thì chúng ta sẽ phải chết ở nơi này quân mặc bạch chửi ẩm lên lâm hải cả giận nói tiểu tử ngươi không chết lão tử sao có thể chết được ta là tên điên chẳng lẽ một mình ta chiến đấu với ta sao ngươi không phải tên điên sao quân mặc bạch thở dài nói vạn nhất hiện tại có một người tới hai chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn đó cũng là đáng đời ngươi Lâm Hải cố lấy sức dãy ruộng, nắm lệnh kỳ trong tay còn muốn tiếp tục khua, muốn đánh một kích cuối cùng về phía quân mặc bạch. Sắc mặt quân mặc bạch đại biến, nói, tiên điên, ngươi thực sự muốn chết sao? Lâm Hải nghe răng cười nói, ngươi không chết làm sao lão tử có thể độc chiếm truyền thừa của phi vũ, đại đế được cơ chứ? Quân mặc bạch đang muốn mở miệng, đột nhiên trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin được, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía sau lưng Lâm Hải, giống như nhìn thấy một chuyện khó có thể xảy ra nhất trên thần uyên đại lục này lâm hải cười lạnh một tiếng tiểu tử đừng có chơi đùa chiêu này muốn làm phân tán sự chú ý của lão tử sao người muốn đánh lén lão tử chiêu này xưa rồi hiển nhiên lâm hải căn bản không tin phía sau mình có thứ gì đó nhưng mà lâm hải chợt nghe thấy tiếng bước chân là tiếng bước chân vô cùng chậm rãi lần này lâm hải sợ hắn vừa nghiêng đầu lại lập tức nhìn thấy một người trẻ tuổi người này đang như cười như không nhìn về phía hai người bọn họ giang trần giang trần La Mơ Hải giật mình, lại nhìn về phía quân mặc bạch, hiển nhiên trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ ràng quan hệ của hai người này ra sao. Hắn không biết Giang Trần này liệu có phải lại là một tên nằm vùng của cửu Dương Thiên Tông, hay không? Dù sao thế giới này thật thật giả giả, trước khi thân phận chưa bị vạch trần, ai cũng không thể nói rõ được. Chương 1133, tính toán hai người, Giang Trần đắc thủ một. Lâm Hải Huynh, quân sư Huynh, các ngươi làm gì vậy? Giang Trần ra vẻ hiếu kỳ, nhìn qua bộ dáng chật vật không chịu nổi của hai người, Quân Mặc Bạch nhanh chóng nhìn về phía Lâm Hải nháy mắt, rồi giải thích, Giang Trần sư đệ, đệ tới vừa lúc, chúng ta phát hiện ra cung điện truyền thừa này, Lâm Hải này và ta tranh giành nhau tới ta sống ngươi chết, hiện tại tới lưỡng bại câu thương, may mà sư đệ tới, không phải là người ngoài, bằng không quả thực hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Lâm Hải nghe xong lập tức hiểu ra, Giang Trần này không phải là đệ tử của Cửu Dương Thiên Tông, mà một khắc trước Lâm Hải và Quân Mặc Bạch vẫn đánh nhau ngươi sống ta chết giờ phút này hai người lại ăn ý đứng cùng ở một trận doanh. Nếu không, nếu như để cho Giang Trần biết rõ chân tướng, dùng tình cảnh của hai người bọn họ mà nói, nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức Lâm Hải vỗ vỗ đầu mình một cái rồi nói, là ta hồ đồ. Là ta hồ đồ. Giang Trần huynh đệ, hiện tại người đan kiền cung các ngươi nhiều, truyền thừa này là của các ngươi. Ta chỉ cầu được phân một chén canh mà thôi. Giang Trần vừa rồi đã nhìn thấy hai người trở mặt, lúc này lại nhìn thấy hai người này diễn một hồi, hơn nữa lại đổi mặt vô cùng nhanh. Nếu không phải hắn đã sớm biết rõ hai người này ra sao, thì quả thực sẽ bị hai kẻ này lừa dối. Khó trách có thể nằm vùng, tốc độ biến đổi sắc mặt không phải tốt bình thường. Giang sư đệ, phiền đệ nhanh tới thu lại. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, vạn nhất người đại thánh đường đuổi tới, ngay cả một chén canh chúng ta cũng không được phân." Quân Mặc Bạch cũng giả vờ nói. Trong lòng Giang Trần âm thầm cười lạnh, hai tên tôn tử này tới lúc này còn muốn chơi lén ta? quân sư huynh đừng vội lâm hải này dám mạo phạm tới người đan kiền cung ta tiểu đệ diệt hắn trước rồi nói sau giang trần giả vừa nói lâm hải nghe vậy trong lòng khẩn trương hắn và quân mặc bạch đã đại chiến một hồi thực lực tiêu hao tới cực hạn đã là nỏ mạnh hết đà nếu như là thiên tài bình thường khác thì không nói thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là giang trần đây chính là thiên tài cường hãn mà ngay cả hạng tần cũng không thể không cúi đầu a à. đừng nói là lâm hải hắn hiện tại đã làn nỏ mạnh hết đà cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng chưa chắc có thể thắng được Giang Trần. Trong lúc nhất thời Lâm Hải biến sắc, nói: "Giang Trần sư đệ, hai tông ta và ngươi luôn luôn cùng tiến cùng lui. Ta và quân sư đệ bất quá chỉ tranh giành khí phách mà thôi, không liên quan tới tính mạng a." Khuôn mặt Giang Trần đen lên, nói: "Cung điện này nhất định là truyền thừa của cường giả, phân cho ngươi một chén canh không bằng để nó cho một mình đan kiền cung ta." Lâm Hải vội nói: "Giang Trần sư đệ, ngươi không muốn phân cho ta một chén canh, vậy thì ta không cần phân nữa." không được vạn nhất sau khi đi ra ngoài ngươi nói hưu nói vượn chẳng phải sẽ làm hỏng đại sự của ta sao giang trần kiên quyết khoát khoát tay nói quân mặc bạch bên cạnh vô cùng gấp gáp nếu như lâm hải bị giết quân mặc bạch hắn chỉ còn có một mình trong lòng càng thêm chột dạ vạn nhất bị giang trần nhìn thấu thì hắn càng không có cách nào đối kháng với giang trần được nữa hơn nữa nếu như hắn cứ ngồi yên không để ý tới tùy ý để cho giang trần đối phó với lâm hải chỉ sợ lâm hải trong cơn giận dữ sẽ trực tiếp đem chân tướng nói ra kéo quân mặc bạch hắn cùng xuống nước. Nghĩ tới đây, quân mặc bạch vội hỏi, "Giang Trần sư đệ, Lâm Hải đã nói như vậy, ta thấy không nên đuổi tận giết tuyệt. Dù sao Đan Kiền cung ta và Bắc Minh tông gần đây có quan hệ vô cùng tốt. Nếu như để cho Bắc Minh tông biết rõ người Đan Kiền cung chúng ta giết đệ nhất thiên tài của bọn họ, chỉ sợ quan hệ của hai tông lập tức rơi xuống đáy cốc. Đến lúc đó, cửu gia của chúng ta không chỉ đơn thuần là một mình Thánh kiếm cung, mà sẽ nhiều thêm một Bắc Minh tông." lời này nếu như là bình thường thì vô cùng có đạo lý nhưng mà hiện tại nha giang trần nghe vậy không khỏi âm thầm cười lớn hai gia hỏa này một người là đệ tử cửu dương thiên tông một người là đệ tử bất diệt thiên đô đến lúc này lại vẫn còn muốn lừa dối hắn giang trần ra vẻ suy nghĩ một lát cuối cùng lại nói đã như vậy trước tiên ta sẽ giúp quân sư huynh chữa thương nơi này có viên đan dược chữa thương quân sư huynh ăn vào trước đi giang trần thuận tay đưa một khỏa đan dược cho quân mặc bạch quân mặc bạch là đệ tử cửu dương thiên tông trời sinh tính đa nghi sau khi nhận được đan dược của giang trần trong lúc nhất thời chỉ cầm trên tay ăn cũng không được không ăn cũng không xong hiển nhiên hắn đối với giang trần cũng ôm một tia nghi kỵ một phương diện khác hắn lo lắng giang trần đã nhìn thấu thân phận của bọn hắn một phương diện khác cho dù không có nhìn thấu thân phận bọn họ vạn nhất giang trần nhìn thấy cung điện truyền thừa trong lòng có ý định độc chiếm rất có khả năng sẽ làm chuyện tiêu diệt hai bọn họ để độc chiếm truyền thừa Giang Trần nhìn thấy quân mặc bạch do dự nói, quân sư huynh, ngươi không tin ta. Quân mặc bạch lập tức nghẹn họng, không tin Giang Trần. Hắn dám nói như vậy sao? Một khi làm cho Giang Trần có cảm giác hắn không tin Giang Trần, nói không chừng ngay lập tức đối phương sẽ trở mặt. Vẻ mặt hắn tươi cười, nói, không phải không tin sư đệ, chỉ là vừa rồi ta mới phục dụng đan dược chữa thương. Đan dược này quý trọng, lại không cần phải lãng phí. Viên đan dược này trước tiên ta cứ thu lấy, lát nữa lại dùng tiếp sắc mặt giang trần trầm xuống nói chung là không tin ta đúng không sư đệ ta và ngươi đều là đồng môn còn cái gì mà tin hay không ta không tin ngươi chẳng lẽ đi tin lâm hải của bắc minh tông kia ở trong vạn tượng cực cảnh này giữa đồng môn chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau giang trần gạt đầu nói đã như vậy đan dược này ngươi cứ thu lấy đi ta vị ngươi đứng lên giang trần đi tới phía trước vươn tay muốn đỡ quân mặc bạch quân mặc bạch âm thầm hít sâu một hơi hắn biết rõ đây là cơ hội duy nhất của mình không nắm được cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa sát khí nổi lên quân mặc bạch đã chuẩn bị cho một kích trí mạng chỉ chờ giang trần tới thừa dịp giang trần không đề phòng trực tiếp đánh cho giang trần một kích trí mạng giang trần đang muốn vươn tay bỗng nhiên dừng chân trong mắt mang theo ý như cười như không quân sư huynh còn có việc nữa cái gì quân mặc bạch kinh ngạc hỏi là thế này lúc ta ở huyện ba sơn đã từng gặp mấy người hình như là đệ tử chân truyền tào tấn của cửu dương thiên tông còn có một mập mạp, một đan vương. Huyễn Ba Sơn, đệ tử cửu dương thiên tông, trong lòng quân mặc bạch chấn động, hỏi, Giang Trần sư đệ, việc này tại sao đệ chưa nói? Giang Trần gãi gãi đầu, lúc ấy ta không muốn đám người tông môn khác hỏi tới hỏi lui, cho nên mới bỏ đi những tin tức này. Trương 1134, tính toán hai người, Giang Trần đắc thủ hai. Người không lầm đó chứ. Ở huyễn Ba Sơn kia người bình thường không vào được. Coi như là đệ tử cửu dương thiên tông cũng chưa chắc có thể vào được giang trần cười cười có thể là ta nhìn nhầm nhưng mà trên thân mấy người kia ta thu được một kiện đồ vật cái gì vậy quân mặc bạch hiếu kỳ hỏi giang trần thuận tay chộp một cái đem phá nguyệt chùy của tào tấn ra phá nguyệt chùy được giang trần lấy ra trong lòng quân mặc bạch co thắt lại tuy rằng hắn nằm vùng thế nhưng đối với chuyện trong cửu dương thiên tông cũng không xa lạ gì huống chi lúc trước tào tấn còn đi đan kiền cung đại náo một hồi đã từng dùng phá nguyệt chùy này công kích qua đại trận hộ sơn của đan kiền cung lúc ấy quân mặc bạch cũng không đi huyễn ba sơn mà ở lại trong nội cung đan kiền cung, tự nhiên đối với thứ này không có chút xa lạ gì. Đối với tào tấn càng không xa lạ gì. Giờ phút này hắn nhìn thấy phá nguyệt trùy của tào tấn lại ở trong tay giang trần, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người. Nhưng mà hắn lập tức điều chỉnh được cảm xúc của mình, cố ý kinh ngạc nói, giang trần sư đệ, người nói tào tấn kia có phải là một thanh niên có lông mày màu lam hay không? Giang Trần gật đầu nói, quân sư huynh, làm sao ngươi biết, trong lòng quân mặc bạch lại hung hăng co rúm một hồi, đột nhiên sinh ra sự sợ hãi vô tận hắn biết rõ tào tấn sư huynh mạnh không ai bì nổi có khả năng đã mất mạng trong tay giang trần giang trần sư đệ không được rồi thanh niên lông mày màu lam kia chính là thiên tài của cửu dương thiên tông đã từng tới đan kiền cung đại náo hắn từng dùng qua cái vũ khí này vẻ mặt giang trần đại hỷ nói nói như vậy quả là người của cửu dương thiên tông ha ha quả thực quá tốt quân mặc bạch nói vậy thì vậy tào tấn kia thế nào rồi bị ta giết, trên người tiểu tử này có không ít thứ tốt." Giang Trần làm ra vẻ không thèm để ý, Quân Mặc Bạch nghe thấy câu này, toàn thân lập tức sởn gai ốc, cảm thấy lạnh lẽo. Ngay lúc đó, trong mắt Giang Trần đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, không hề có chút dấu hiệu bắn vào trong mắt Quân Mặc Bạch. Bỗng nhiên, Quân Mặc Bạch cảm thấy toàn thân run lên, sau một khắc trong linh hồn hắn giống như xuất hiện một cỗ lực lượng đông cứng mạnh mẽ. Sau đó máu tươi, kinh mạch, thần thức của hắn, thậm chí còn có cảm giác đông lại, xảy ra chuyện gì vậy toàn thân quân mặc bạch giống như rơi xuống hầm băng trong lúc đó dường như hắn đã ý thức được điều gì đó thế nhưng mà sau một khắc đạo kim quang thứ hai của giang trần lại bắn vào mắt hướng từng đạo rồi lại từng đạo từng đợt từng đợt kim quang không ngừng bắn vào trong mắt quân mặc bạch lực lượng của tà ác kim nhãn không ngừng xâm nhập vào trong đồng tử của quân mặc bạch giang trần ngươi lúc này quân mặc bạch đã biết rõ mình bị giang trần ám toán hắn đối với giang trần không phải là không có đề phòng thế nhưng mà đề phòng thế nào đi chăng nữa hắn vẫn không đề phòng được chiêu thức này lâm hải bên kia cũng chớp thời cơ rất nhanh nhìn thấy quân mặc bạch nói với giang trần trong lúc nhất thời đã biết rõ giang trần đã sớm nhìn rõ thân phận của hai người bọn họ lúc này hắn bị dọa cho hồn phi phách tán muốn nhanh chân chạy trốn thế nhưng mà hắn đã nỏ mạnh hết đà thì làm sao có thể theo kịp tốc độ của giang trần trong lúc đó hắn chợt phát hiện ra một mảnh cát vàng trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa mà chuyển thành một thế giới bằng băng, băng tuyết trắng như tuyết, không thấy tận cùng. Giang Trần, ngươi giả heo ăn thịt hổ." Lâm Hải nghiến răng nghiến lợi nói, hắn biết rõ bản thân mình đã bị ám toán, rơi vào trong trận pháp của Giang Trần. Giờ phút này hắn cũng đã rõ ràng, Giang Trần cùng bọn họ nói nhảm lâu như vậy căn bản chỉ để kéo dài thời gian, chỉ là vì muốn tìm một biện pháp đồng thời chế trụ hai người bọn họ. Kỳ thực Giang Trần cũng hiểu rõ, nếu như mình tùy tiện động thủ, không nói trước tiên những quân cờ nằm vùng của các tông môn nhất phẩm này có tuyệt chiêu, sát chiêu gì hay không nếu như hai tên tiểu tử này quyết tâm chạy trốn thúc giục phù muốn bỏ chạy hoặc là dùng các loại thủ đoạn mà nói sẽ có một chút hy vọng chạy trốn coi như hắn có thể giết được một người trong số đó thì cũng không có cách nào đồng thời giết chết cả hai người cho nên hắn mới lá phải lá trái kéo dài thời gian nói nhảm với đối phương cho đối phương một ít hy vọng làm cho hai người này thấy còn có hy vọng ám toán giang trần hắn bởi như vậy đối phương nhất định sẽ không nghĩ tới chạy trốn dù sao xem tư thế của hai người này hẳn là vô cùng muốn đạt được truyền thừa của phi vũ đại đế. Trong quá trình Giang Trần kéo dài thời gian hắn cũng đồng thời thao túng trận pháp. Trận pháp được khởi động, vây khốn lâm hải, mà bản thân hắn thì đánh ra một kích trí mạng với quân mặc bạch. Tà ác kim nhãn thi triển ra với quân mặc bạch, muốn tạo thành một kích trí mạng cũng cần phải có một cơ hội. Dưới tình huống bình thường, thần thức phòng ngự của quân mặc bạch đều được triển khai, căn bản không có cách nào xuyên thấu được. Cho nên Giang Trần mới đem chuyện Tào Tấn nói ra, là vì muốn làm dao động thần thức của Quân Mặc Bạch, làm cho thần thức hắn ta xuất hiện một ít gợn sóng. Chỉ cần trong lòng Quân Mặc Bạch xuất hiện một ít sợ hãi, ta Ác Kim Nhãn có thể thừa dịp xuyên thấu vào. Quả nhiên, tất cả giống như tính toán từ trước của Giang Trần, thời cơ vừa vặn, ta Ác Kim Nhãn xâm nhập thần thức của Quân Mặc Bạch, khi Quân Mặc Bạch phản ứng thì đã muộn rồi. Liên tục đánh ra vài đạo tà Ác Kim Nhãn, hơn nữa bản thân hắn ta sau khi đại chiến đã ở trong trạng thái suy yếu nhất, cơ hồ không hề phản kháng đã bị tà Ác Kim Nhãn chế trụ vô số kim nguyên chi lực liên tục không ngừng xâm nhập trong mấy hô hấp đã biến quân mặc bạch thành một pho tượng màu vàng giang trần nhìn qua quân mặc bạch đã hoàn toàn bị kim loại hóa đối với thần thông tà ác kim nhãn của bản thân mình lại cảm thấy có thêm vài phần tin tưởng so với lúc hắn vừa học tà ác kim nhãn mà nói uy lực của môn thần thông này đã tăng lên một mảng lớn sau khi chế trụ quân mặc bạch giang trần cũng nhảy vào trong trận pháp hắn dùng trận pháp khống chế vây khốn lâm hải chứ không muốn mượn trận pháp giết chết lâm hải để cho hắn ta không có cách nào dùng phù lật chạy trốn. Trong trận pháp tất cả thần thông độn thuật đều không có tác dụng, trừ phi thi triển thần thông đại liệt trận hoặc là có vũ khí liệt trận, hiển nhiên Lâm Hải này không có hai thứ đó. Nhìn thấy Giang Trần nhảy vào trong trận pháp, trong mắt Lâm Hải bắn ra hận ý vô tận, nói, Giang Trần, ngươi tuyệt đối không thể nào là đệ tử đan kiền cung, cho tới bây giờ ngươi còn giấu giếm làm cái gì. Nói đi, rốt cuộc ngươi là người nằm vùng của tông môn nhất phẩm nào. Chuyện phi vũ đại đế ta nhớ chỉ có bất diệt thiên đô, và cửu dương thiên tông biết rõ, chẳng lẽ còn có một tông môn nhất phẩm khác biết rõ. Không ngờ, lại che giấu sâu như vậy. Chương 1135, thi hài của phi vũ đế một. Lâm Hải nghiến răng nghiến lợi nói, ngữ khí tràn ngập sự không cam lòng và oán hận. Chuyện cho tới bây giờ Lâm Hải có suy nghĩ này cũng coi như hợp lý. Dù sao trong phạm vi của vạn tượng cực cảnh không có khả năng có yêu nghiệt như vậy, giết đệ tử chân truyền của cửu dương thiên tông. Còn khiến cho quân mặc bạch và Lâm Hải hắn vào tròng, lâm hải tuyệt đối không tin thiên tài trong vạn tượng cương vực sẽ làm được một bước này trong vạn tượng cương vực thực lực của hạng tần là siêu quần nhất đây là thiên tài bản thổ mạnh nhất vạn tượng cương vực nhưng coi như đứng trước thiên tài mạnh nhất này lâm hải tự tin hắn và quân mặc bạch đều có biện pháp đối phó về phần loại cường giả cấp bậc như giang trần so với lâm hải hắn và quân mặc bạch còn lợi hại hơn nhiều coi như hạng tần gặp phải tào tấn cũng chỉ có thể bị nghiền nát mà giang trần này thậm chí ngay cả tào tấn còn có thể đánh chết giang trần này chẳng lẽ là thiên tài cao cấp nhất trong tông môn nhất phẩm cường giả hoàng cảnh trong đầu lâm hải tràn ngập sự nghi vấn muốn từ trong miệng giang trần nhận được đáp án giang trần lạnh nhạt cười nhìn chằm chằm vào lâm hải lâm hải sư huynh không ngờ ngươi cũng che giấu rất sâu a à? ngữ khí của giang trần vẫn ung dung giang trần ngươi đừng giả mù xa mưa ngươi đừng nói với ta ngươi không phải là người của tông môn nhất phẩm khác nằm vùng trong vạn tượng cương vực lâm hải cả giận nói Ta có phải là người nằm vùng hay không ngươi cũng không cần quan tâm. Phi Vũ Đại Đế rốt cuộc có vật gì hấp dẫn tông môn nhất phẩm của các ngươi? Hơn nữa hơn ngàn năm qua kiên trì không ngừng, thậm chí không tiếc phái ra kẻ nằm vùng rồi bố trí." Lâm Hải nhướng mày nói, "Ngươi không biết." Giang Trần cười nhạt một tiếng nói, "Ta không biết, thế nhưng nghe hai người các ngươi đối thoại, ít nhiều ta cũng suy đoán ra một điểm. Ngươi tự mình thành khẩn hay là để ta cậy miệng ngươi?" Lâm Hải cười ha hả nói, "Chủ động thành khẩn." đệ tử bất diệt thiên đô ta cho dù cận kề cái chết cũng không chịu nhục. Giang Trần, nếu như không phải tên ngu quân mặc bạch này và ta lưỡng bại câu thương, ta phải sợ ngươi sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng nói, nói như vậy ngươi định ngoan cố chống lại sao? Sắc mặt Lâm Hải trầm xuống nói, hừ, ngươi muốn giết ta cũng phải trả một cái giá lớn. Thật sao? Giang Trần cũng không nói nhảm, chàng hạt run lên, một võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh, cùng với ba võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh đã đem Lâm Hải vây Kuna lâm hải biến sắc giang trần ngươi chỉ biết dùng ngoại vật thôi sao có gan ta và ngươi chiến một trận chính diện chiến một trận sao ta sợ bẩn tay chân ta giang trần không muốn lãng phí thời gian thúc giục võ sĩ kim giáp điên cuồng đánh về phía lâm hải lâm hải vốn đã là nỏ mạnh hết đà mà những võ sĩ kim giáp này có ưu thế lớn nhất chính là không sợ chết không bao lâu lập tức đánh ngã lâm hải giang trần đi tới phía trước nhìn qua lâm hải đã suy yếu hơi thở mỏng manh nhanh chóng nhặt lệnh kỳ trong tay lâm hải đây là một món bảo vật trước đó giang trần đã cảm thấy lệnh kỳ này không tầm thường bất kể là lực phòng ngự hay là công kích đều phi thường mạnh mẽ lâm hải cũng dựa vào lệnh kỳ này mà trong lúc đối kháng với quân mặc bạch nhiều lần từ thế thua chuyển thành thế hòa trừ lệnh kỳ ra nhẫn chữ vật của lâm hải giang trần cũng không chút khách khí thu lại còn có nhẫn chữ vật của quân mặc bạch giang trần cũng thu toàn bộ vì bắt hai người này đã phí một ít công phu giang trần không muốn chỉ hoãn thời gian hắn đi tới trước cung điện trong hồ nước nhìn vào tòa cung điện nguy nga này giang trần cũng không dám chủ quan dù sao hồ nước màu xanh lá cây này có tính ăn mòn rất mạnh quân mặc bạch và lâm hải kia cũng kiên kỵ cực kỳ tuy rằng giang trần tuy luyện thần ma cử biến kim thân thế nhưng hắn cũng không muốn dùng kim thân của mình đi đối đầu với nước có tính ăn mòn cực mạnh trong hồ nước màu xanh này cho nên hắn đem lệnh kỳ của lâm hải huy động bảo vệ bản thân giang trần biết rõ động phủ này tuyệt đối không phải là kiến trúc trong vạn tượng cực cảnh hơn phần nửa là động phủ không gian tùy thân có thể mang theo động thủ bình thường muốn mang theo nhất định phải luyện hóa mà muốn luyện hóa động phủ này phải tìm được đầu mối hạch tâm của động phủ chỉ có nắm giữ hạch tâm của động phủ thì mới có thể chính thức khống chế động phủ loại này nếu như là cường giả khác trong thần uyên đại lúc có lẽ sẽ bị cung điện này mê hoặc cho rằng đây là kiến trúc trong vạn tượng cực cảnh thế nhưng giang trần có kiến thức kiếp trước tự nhiên sẽ không bị cái cung điện này mê hoặc. Vạn Tượng Cực Cảnh là nơi có năng lượng sinh mạng yếu nhược như vậy, không có ai nhàm chán lại tới nơi này kiến tạo một tòa cung điện như thế này. Mà nơi này cũng không thích hợp cho việc khai tông lập phái. Lâm Hải và quân mặc bạch kia dường như cũng thông qua bí pháp nào đó mới có thể định vị được ấn ký thần thức trên người Phi Vũ Đại Đế. Đương nhiên lại ấn ký định vị này có một khoảng cách nhất định nào đó. Nếu như không có tiến vào Vạn Tượng Cực Cảnh, hoặc là không có tới gần nơi này, nhất định sẽ không định vị được nó nếu không quân mặc bạch và lâm hải kia sẽ không như vậy dường như tông môn bọn họ đã tìm kiếm phi vũ đại đế hơn ngàn năm thế nhưng vẫn không tìm thấy tăng thêm lại có rất nhiều điều kiêng kỵ cho nên không thể gióng trống khua trương tiến hành tìm trong vạn tượng cương vực cho nên mới không thể không áp dụng phương thức này tìm kiếm nơi hạ lạc của phi vũ đại đế giang trần suy đoán phi vũ đại đế này chạy trốn tới nơi như thế này nhất định là tránh né sự đuổi giết của cửu dương thiên tông và bất diệt thiên đô như vậy ở giữa tòa cung điện này có lẽ sẽ tồn tại rất nhiều cơ quan. Nếu như ta tùy tiện xâm nhập nói không chừng sẽ bị công kích. Đứng ở góc độ của Phi Vũ Đại đế mà nói, hắn hoàn toàn có lý do bố trí các loại bẫy dập. Dù sao bị đuổi giết lâu như vậy, ai cũng không muốn truyền thừa của bản thân mình bị cừu nhân sảng khoái đoạt lấy. Sau khi tiến vào cung điện, Giang Trần cẩn thận từng tí một. Cung điện này không lớn nhưng mà sau khi đi vào lại có động thiên khác. Quả nhiên là đại thủ bút, cường giả cấp bậc Phong Hào đại đế nhất định không có khả năng luyện chế ra loại động phủ không gian này xem ra nếu như nơi này thực sự có quan hệ với phi vũ đại đế thì nhất định cung điện này không phải tự mình phi vũ đại đế luyện chế giang trần suy đoán có lẽ vị phi vũ đại đế này cũng chỉ trong lúc vô tình đạt được truyền thừa thượng cổ lại kinh động tới người cửu dương thiên tông và bất diệt thiên đô bị hai tông đuổi giết giang trần đi trên thềm đá của cung điện thần thức triển khai đề phòng tất cả mọi chuyện có thể xảy ra điều khiến cho giang trần thực sự không ngờ chính là những công kích và cơ quan mà hắn đoán trước cũng không có xuất hiện. Thậm chí hắn đi thẳng qua cung điện mà không xúc động bất kỳ cấm chế nào. Chương 1136, thi hài của Phi Vũ Đế 2. Việc lạ, Giang Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Động phủ hình cung điện này rõ ràng ẩn chứa cấm chế cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng mà những cấm chế này, hiển nhiên không có một chút dấu hiệu nào sẽ bắt đầu công kích. Kiếp trước dù sao Giang Trần cũng có kiến thức rộng rãi, đối với bố cục của động phủ hình cung điện này cũng hiểu được khá nhiều nếu như những cấm chế này ở trong trạng thái cao thì những cấm chế này nhất định vô cùng linh hoạt tùy thời có khả năng phát động công kích mà hiện tại xem ra những cấm chế này đều vô cùng yên tĩnh cũng không có cảm giác nguy cơ sẽ bùng phát bất kỳ lúc nào chẳng lẽ sau khi phi vũ đại đế đạt được động phủ này bản thân hắn chưa kịp luyện hóa cho nên cũng không có khống chế được những cấm chế này công kích trong đầu giang trần cũng tràn ngập sự nghi vấn nếu như phi vũ đại đế đạt được động phủ truyền thừa hình cung điện này sau đó lại chưa kịp luyện hóa mà đã bị đuổi giết thì cũng là chuyện có khả năng xuyên qua từng hành lang rốt cuộc giang trần cũng đi tới hậu điện trong động phủ hình cung điện này giang trần vừa mới bước vào hậu điện thì đã nhìn thấy ở bên trong cung điện này có một cỗ thi thể đang ngồi xếp bằng cỗ thi thể này khoanh chân mà ngồi từ xa nhìn lại giống như nhập định biểu hiện trên mặt vẫn vô cùng sống động nếu như không phải trên thân người này không có bất kỳ năng lượng sinh mệnh nào chấn động cơ hồ giang trần đã hoài nghi đây là một người sống màu xa kia thần thái kia quả thực trông rất sống động người này khoanh chân mà ngồi biểu lộ ngưng trọng cho dù chết đi cũng không muốn chết quá khó coi biểu lộ trên mặt cũng không có giống như cảm giác vùng vẫy trước khi chết phi vũ đại đế giang trần nhìn thấy sau lưng người này đột nhiên có một đôi cánh khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ rung động thị giác bị trùng kích không hồ là phong hào đại đế sau khi chết thân thể ngàn năm không nát giang trần cũng không có vội vã tới gần mà đứng ở phía xa cẩn thận en quan sát một lát. Phát hiện chung quanh phi vũ đại đế này cũng không có các loại cơ quan, cấm chế. Trong lúc nhất thời gian trần lại có chút khó hiểu. Nếu như phi vũ đại đế bị đuổi giết tới đây, không có đạo lý nào dễ dàng để pháp thân mình bạo lộ ở bên ngoài thế này. Càng không có đạo lý không sắp xếp một ít hậu chiêu để đối phó với người đối đầu, với mình. Chẳng lẽ trước khi chết phi vũ, đại đế đã không còn một chút sức lực nào phản kháng nữa. Thoạt nhìn dường như cũng không giống hắn có thể chết thong dong như vậy hiển nhiên trước khi chết, cũng không phải là người việc gì cũng không làm được. Giang Trần chậm rãi tới gần, lại nhìn thấy trước mặt Phi Vũ Đại Đế có khắc mấy hàng chữ. Gửi tới kẻ đến sau, ta gọi là Phi Vũ, tung hoành thần uyên đại lục ngàn năm, không ngờ lại bị hai tông cửu dương thiên tông và bất diệt thiên đô đuổi giết, khi tới đây đã là dầu hết đèn tắt. Mượn nơi niết bàn này tán đi tinh hoa công lực cả đời ta, cầu mong tiến vào luân hồi. Được mất trên thế gian đối với kẻ gần chết, như ta mà nói tất cả đều là mây bay. Con nhạn bay qua lưu lại tiếng kêu, người lưu lại tên tuổi. Ta Tung Hoành Thần Uyên Đại Lục khi đó cũng là hào kiệt đương thời, tự nhiên cũng lưu lại truyền thừa. Người đến sau, sau khi nhận được truyền thừa của ta, có thể lấy danh nghĩa Phi Vũ Đại Đế ta, thay ta báo thù đuổi giết. Người nhận được truyền thừa của ta nhất định phải thay ta diệt Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô. Kế tiếp Phi Vũ Đại Đế này, còn nói tới một ít kinh nghiệm khi bị Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô đuổi giết. Cùng với một ít nguyên nhân mà hắn lựa chọn đi tới nơi này, kể cả một ít quá trình mà hắn lựa chọn để động phủ dưới đáy hồ. Tuy rằng ta là Phong Hào Đại Đế, thế nhưng lại không có liên quan tới Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô, bọn họ đuổi giết chúng ta cũng không phải muốn truyền thừa võ đạo của chúng ta, mà bởi vì ta ở một bí cảnh thượng cổ nhận được truyền thừa thượng cổ. Truyền thừa thượng cổ này là do một vị đại cường giả Thiên vị thượng cổ lưu lại, chẳng những có một quả thiên vị, phù chiếu mà còn có một mai mật lệnh của thiên cơ bí cảnh trong truyền thuyết thiên cơ bí cảnh, được xưng là nơi đi tới thiên đạo, có thể trực tiếp kết nối với thiên đạo, tấn chức chư thiên vị diện. Giang Trần nhìn thấy những lời nhắn nhủ của phi vũ đại đế, trong lúc nhất thời trong lòng có chút chấn động. Hắn suy đoán tới thứ tốt như thiên vị phù chiếu, thế nhưng lại không nghĩ rằng lại vẫn có mật lệnh đi thông tới thiên đạo. Mặc dù Giang Trần đối với thần uyên đại lục cũng không quá hiểu rõ, thế nhưng hắn lại biết, bất luận một vị diện có vật chất nào đều có nơi đi thông tới bi cảnh thiên đạo nói chung cường giả ở vị diện vật chất đạt được thiên đạo tán thành thì sau đó hoặc là thông qua quỹ đạo bình thường phi thăng lên vị diện chư thiên hoặc là còn chưa được thiên đạo tán thành nhưng mà tìm được bí cảnh thiên đạo ở trong những bí cảnh thiên đạo này cũng có cơ hội lấy được thiên đạo tán thành trực tiếp phi thăng lên vị diện chư thiên kiếp trước đối với các loại vị diện vật chất giang trần cũng có lý giải không ít kiếp trước hắn tiếp xúc với rất nhiều thiên tài cũng có rất nhiều người phi thăng từ vị diện vật chất cho nên đối với chuyện ở vị diện vật chất hắn vẫn có không ít lý giải thiên cơ bí cảnh hẳn là một loại bí cảnh cao cấp nhất trong vị diện phàm tục gọi là thần uyên đại lục này dưới tình huống bình thường hẳn sẽ không dễ dàng xuất hiện một khi xuất hiện nhất định sẽ mang đến biến hóa kinh thiên động địa cho vị diện phàm tục này dù sao cơ hội đi thông tới thiên đạo vạn năm chưa chắc đã xuất hiện một lần không thể không nói đây là lần thứ nhất sau khi chuyển sinh giang trần nhìn thấy chữ vị diện chư thiên này tuy rằng trong đoạn nhắn nhủ này chỉ nói tới vị diện chư thiên căn bản không có nói tới bất kỳ tin tức gì của vị diện chư thiên nhưng mà giang trần lại vẫn có chút kích động khó hiểu tuy rằng võ trụ to lớn tồn tại rất nhiều vị diện chư thiên thần uyên đại lục này đi thông vị diện chư thiên nào cũng chưa chắc đã phải là vị diện chư thiên mà phụ thân thiên đế hán trưởng quản kiếp trước nhưng vô luận thế nào nghe được bốn chữ vị diện chư thiên này trong lòng giang trần thoáng cái sinh ra sự chờ mong vô hạn thiên cơ bí cảnh thiên vị phù chiếu vị diện chư thiên những tin tức này hoàn toàn là tin tức mà vạn tượng cương vực không tiếp xúc được tới Khó trách bất diệt thiên đồ và Cửu Dương Thiên Tông kia sẽ đuổi giết ngàn năm, không tiếc bố trí trong vạn tượng cương vực ngàn năm. Xem ra nhất định là truy tung những vật này. Những chuyện này Giang Trần đã sớm có suy đoán. Nếu như chỉ là truyền thừa của bản thân Phi Vũ Đại Đế, đối với tông môn nhất phẩm mà nói tuyệt đối không có lực hấp dẫn lớn như vậy. Chương 1137, Luyện Hóa Động Phủ 1. Dù sao bên trong tông môn nhất phẩm cũng không thiếu khuyết cường giả phong hào đại đế. Tông môn nhất phẩm phong hào đại đế thậm chí còn có vài người. Càng có rất nhiều cường giả chuẩn đế cấp, tuy rằng đột phá hoàng cảnh thế nhưng lại không có lấy được phong hào đại đế. Chỉ bằng vào truyền thừa của bản thân phi vũ đại đế, đối với tông môn nhất phẩm mà nói, khẳng định không có lực hấp dẫn lớn như vậy. Những dòng chữ lưu lại gần tới cuối cùng phi vũ đại đế lại càng cường điệu, những người đạt được truyền thừa của hắn nhất định phải diệt cửu dương thiên tông, và bất diệt thiên đô. Giang Trần nhìn qua những dòng chữ này, hắn thực sự có thể nhìn ra cừu hận của phi vũ đại đế đối với hai tông này dù sao bản thân hắn trọng thương phải chạy tới nơi này hoàn toàn là do hai tông này truy đuổi thế nhưng mà giang trần lại cảm thấy việc này có chút là lạ hắn cảm thấy cừu hận của phi vũ đại đế đối với hai tông này quả thực rất sâu nhưng mà trong những dòng chữ lưu lại này dường như vẫn có chút địa phương khiến cho giang trần cảm thấy không đúng hắn cảm thấy nếu như là đối với người thừa kế bình thường mà nói tất cả những chữ khắc này vô cùng hợp lý cũng là chuyện đương nhiên Thế nhưng mà tình huống khi đó của Phi Vũ, đại đế có lẽ không phải nghĩ tới một người truyền thừa bình thường tới đây, mà là người cửu dương thiên tông và bất diệt thiên đô. Dù sao dưới tình huống hắn bị đuổi giết không ngừng, người có khả năng tìm được hắn không phải là người truyền thừa bình thường. Rất có khả năng là người của cửu dương thiên tông và bất diệt thiên đô. Như vậy những chữ khắc này của hắn chẳng phải là tốn công vô ích sao? Một khi là người cửu dương thiên tông và bất diệt thiên đô xông tới, ai sẽ để ý tới những chữ khắc này của hắn? còn không phải dễ dàng lấy đi những truyền thừa này hay sao? Thậm chí ngay cả pháp thân cũng có thể bị lăng nhục một phen. Nghĩ tới đây Giang Trần dừng bước, hắn cảm thấy dùng trí tuệ của phi vũ đại đế, tuyệt đối là một kẻ mạnh mẽ tràn ngập trí tuệ. Hắn làm sao có thể không nghĩ tới khả năng này, người tìm đến đầu tiên rất có thể là người của cửu dương thiên tông, và bất diệt thiên đô, như vậy dưới tình huống đó, những chữ khắc dưới nền này, không phải chỉ để trang trí thôi sao? Nếu ta là phi vũ đại đế, nhất định sẽ không sơ sẩy như vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp âm người hai tông này một chút giang trần thử đặt mình ở vị trí của phi vũ đại đế cảm thấy nếu như đổi lại là hắn cũng tuyệt đối không thể để cho đối thủ là người cười cuối cùng cho nên những vật truyền thừa này tuy rằng ở ngay sau lưng phi vũ đại đế thế nhưng giang trần lại không có tùy tiện đi động vào quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ phi vũ đại đế làm như vậy nhất định là có thâm ý sâu xa có lẽ hắn đem những vật truyền thừa này đặt ở sau lưng là bởi vì muốn hấp dẫn người hai tông này đi tới đoạt giang trần cơ hồ có thể tưởng tượng ra một khi tùy tiện động vào những vật này nói không chừng tất cả công kích trong động phủ đều được bạo phát xem cấm chế của động phủ này không phải là bình thường một khi bạo phát ra uy thế đáng sợ này tuyệt đối không phải là thứ mà giang trần hiện tại có thể ngăn cản được thậm chí coi như là phong hào đại đế cũng chưa chắc gánh được cấm chế do cường giả thiên vị bố trí dù sao động phủ cung điện này rõ ràng có dấu vết của cường giả thiên vị phi vũ đại đế bất quá chỉ là người qua tay mà thôi Tuy rằng Giang Trần rất muốn những vật này, thế nhưng hắn vẫn cố nén sự xúc động trong lòng. Hắn quyết định vẫn nên tìm đầu mối hạch tâm của động phủ cung điện này rồi nói sau. Động phủ cung điện này nhất định đã được Phi Vũ Đại Đế luyện hóa qua. Nhưng mà sau khi Phi Vũ Đại Đế niết bàn, động phủ cung điện này lại một lần nữa trở thành vô chủ. Nếu như Giang Trần có thể tìm được đầu mối hạch tâm, cũng có thể lần nữa luyện hóa, đem cung điện này trở thành vật của mình. Một khi luyện hóa động phủ cung điện này, động phủ này sẽ nằm trong tay hắn. Phi Vũ Đại Đế động tay động chân gì hắn cũng có thể dò xét được. Được rồi cứ làm như vậy đi, ta không thể không dựa theo suy nghĩ của Phi Vũ Đại Đế. Nếu không tất sẽ trúng bẫy dập của Phi Vũ Đại Đế. Giang Trần rất tỉnh táo, cũng rất lý trí. Hắn biết rõ mình phải dựa vào tư duy của chính mình mà suy đoán, tuyệt đối không thể bị Phi Vũ Đại Đế qua mặt. Giang Trần hiển nhiên cũng nhìn ra, những lời nhắn nhủ kia của Phi Vũ Đại Đế mặc dù không có nói rõ ràng, nhưng nhiều khả năng là giả bộ dụ dỗ người cửu dương thiên tông và bất diệt thiên đô mắc lừa. Nếu như hắn là người hai tông kia, một khi không hiểu rõ với động phủ di động mà nói, rất có khả năng sẽ tùy tiện tiến lên. Vạn nhất đó là bẫy dập do phi vũ đại đế bố trí, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên Giang Trần tuyệt đối dựa theo phán đoán của mình mà quyết định. Chỉ cần hắn có thể lần nữa luyện hóa động phủ cung điện này, như vậy động phủ cung điện này sẽ là của Giang Trần hắn. Giang Trần ở trong cung điện này băn khoăn tìm kiếm ba bốn vòng, cảm nhận mỗi một chi tiết trong cung điện nếu như đổi lại là thiên tài khác trong thần uyên đại lục ở hoàn cảnh như vậy bình thường khó mà tìm kiếm được đầu mối dù sao người trẻ tuổi của thế giới này bị hạn chế bởi tri thức nhìn thủ bút của cường giả thiên vị nhất định sẽ khó mà tỉnh táo tìm kiếm được duy chỉ có cường giả kiến thức của hắn thậm chí còn vượt quá cường giả thiên vị cho nên nhìn động phủ di động do cường giả thiên vị luyện chế tự nhiên có thể tìm kiếm ra đầu mối đây chính là thứ mà giang trần có ưu thế nhất ước chừng hai thời thần sau, Giang Trần tập trung ở ba nơi có khả năng nhất. Ba địa phương này tuy rằng không tính khiến cho người ta chú ý, vốn theo Giang Trần phân tích, ba địa phương này nhất định có một nơi là hạch tâm, hen chốt của động phủ này. Kiếp trước Giang Trần cũng đã gặp rất nhiều cường giả chư thiên luyện chế động phủ di động, hắn cũng biết một ít linh cảm và suy nghĩ lúc đó của cường giả thiên vị. Ba địa phương này không thể nghi ngờ là phù hợp với suy nghĩ lúc đó của cường giả thiên vị nhất. Địa phương thứ nhất, Giang Trần đưa vào thần thức lại không có phản ứng gì khi hắn đưa thần thức bắt đầu điều tra nơi thứ hai, Giang Trần lập tức có chút xác định. Chính là ở nơi này. Giang Trần đại hỉ, loại cảm giác này mặc dù kiếp trước Giang Trần không có tự mình trải nghiệm qua, thế nhưng lại nghe qua vô số người miêu tả. Tự nhiên hắn biết rõ, hắn đã tìm được hạch tâm then chốt của động phủ cung điện này rồi. Quả nhiên sau khi hắn đưa vào thần thức, vận dụng lực lượng luyện hóa, Giang Trần lập tức có thể phát hiện ra sự đáp lại của động phủ cung điện này. Giang Trần vui mừng quá đỗi, Chương 1138, luyện hóa động phủ 1. Nếu nói thủ đoạn luyện hóa, Kiếp trước Giang Trần lại biết không ít. Tự nhiên hắn biết rõ phải làm thế nào mới luyện hóa được động phủ cung điện này. Lực lượng luyện hóa không ngừng được Giang Trần đưa vào, động phủ này ngày càng đáp lại kịch liệt hơn. Tư liệu về động phủ này, các loại tin tức cũng không ngừng dũng mãnh rót vào trong thức hải của hắn, quả thực vô cùng thần kỳ. Haha, ha, quả nhiên là động phủ có thể di chuyển. Đúng vậy, hóa ra chủ nhân làm ra động phủ này đúng thực là một cường giả thiên vị thiên vị cường giả này, không ngờ lại là cường giả 20 vạn năm trước của thần uyên đại lục. Chật chật, xem ra thời kỳ thượng cổ đã cách hiện tại quá lâu a. À. Giang Trần đọc lướt qua những tin tức này, trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Giang Trần suy đoán, phi vũ đại đế kia đạt được động phủ này có lẽ, cũng chỉ luyện hóa được một ít da lông, cũng chưa luyện hóa xong toàn bộ. Nếu không một phong hào đại đế nhưng hắn hoàn toàn có thể lợi dụng động phủ này, quần nhau với người hai tông kia, thậm chí còn có thể mượn lực lượng cấm chế của động phủ này diệt sát người đuổi giết của hai tông kia căn cứ vào tin tức mà chủ nhân luyện chế ra động phủ trong động phủ này có lực lượng cấm chế tuyệt đối cường đại một khi phát động cường giả phía dưới thiên vị không có một ai sống sót đương nhiên muốn thúc giục lực lượng cấm chế này quả thực không dễ dàng tài nguyên lưu lại ở trong động phủ này chỉ có thể hoàn thành ba lượt công kích nếu như dùng hết ba lần công kích này nhất định phải tìm kiếm tài nguyên linh lực khác như vậy mới lại có hia khởi động những cấm chế này công kích. Những tin tức này hiển nhiên khi phi vũ đại đế luyện hóa động phủ này, còn chưa nắm giữ được. Thủ bút của cường giả thiên vị quả nhiên thần kỳ. Nếu không phải ta có được trí nhớ kiếp trước, biết rõ một ít thủ pháp luyện hóa cấp bậc chư thiên, chỉ sợ cũng giống như phi vũ đại đế. Chỉ có thể luyện hóa được một ít da lông, căn bản không cách nào nhận được tất cả tin tức của động phủ này. Giang Trần đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng may mắn. Hắn biết rõ lần này hắn đã phát tài lớn, không nói trước bản thân động phủ này thế nào riêng lực phòng ngự và công kích của cái động phủ này đủ để xem thường tông môn nhất phẩm trên thần uyên đại lục chỉ tiếc thời gian phi vũ đại đế luyện hóa quá ngắn chờ hắn phát hiện ra động phủ này có đủ lực công kích khi đó chắc hẳn đã vô lực xoay chuyển trời đất sau khi giang trần luyện hóa động phủ lập tức phát hiện ra điểm này phi vũ đại đế cuối cùng vẫn không biết được động phủ này có thể công kích mạnh mẽ như vậy một ít vật truyền thừa kia đều kết hợp hoàn mỹ với cấm chế công kích trong lúc nhất thời trong lòng giang trần còn sợ hãi quả nhiên là bẫy dập nếu như lúc ấy ta không ngăn cản được tham niệm trong lòng trực tiếp đi lấy những vật truyền thừa kia sẽ xúc động tới cấm chế công kích chẳng khác nào là chịu thay cho người cửu dương thiên tông và bất diệt thiên đô như vậy mà nói hắn chết quá oan uổng hiện tại giang trần luyện hóa cả động phủ tất cả tin tức này tất nhiên khó trách khỏi thần thức của giang trần những bố trí của phi vũ đại đế tự nhiên cũng trở thành vô dụng phi vũ đại đế, ngại quá, động phủ này sau này chuyển thành họ giang ta rồi. Nhưng mà ngươi yên tâm, cửu dương thiên tông cùng ta đã sớm vạch mặt. Cơn, tức này ta sẽ chút thay ngươi. Về phần bất diệt thiên đô, nếu như bọn họ không biết điều tới gây chuyện với ta, ta sẽ không để để ý mà thuận tay giúp ngươi tiêu diệt bọn chúng. Trong lúc nhất thời tâm tình của Giang Trần vô cùng tốt, luyện hóa động phủ này không thể nghi ngờ là thu hoạch cực lớn. Chỉ tiếc động phủ này đã được phủ chủ đầu tiên bố trí ba lượt cấm chế, chỉ là đã bị người đầu tiên dùng một lượt, chỉ còn hai lần cơ hội phát động mà thôi. Một khi hai lần này dùng hết, cấm chế của động phủ này sẽ mất đi hiệu lực. Muốn lần nữa khởi động mà nói, tài nguyên tiêu hao tuyệt đối là kinh người. Bằng số tài phú hiện tại của Giang Trần, cũng không bằng một phần hai mươi của số tài nguyên cần để phát động công kích. Quả thực như muối bỏ biển. Tuy rằng chỉ có hai lần cấm chế công kích, thế nhưng không thể nghi ngờ chính là tiền vốn bảo vệ tính mạng hai lần. Tin tức từ động phủ này dũng mãnh không ngừng tràn vào, Đối với tư liệu về động Pê Hủ này Giang Trần ngày càng rõ ràng hơn. Hắn cũng biết người luyện chế động phủ này có tên là Quách Nhiên, là một trong những cường giả thiên vị thượng cổ. Đương nhiên tin tức về thượng cổ trong động phủ này cũng không có đề cập tới. Quách Nhiên này hiển nhiên cũng niết bàn ở trong động phủ của bản thân mình, mà thiên vị phù chiếu của hắn cũng lưu lại ở trong động phủ của mình. Trừ bổn mạng thiên vị phù chiếu của Quách Nhiên ra còn có một mai mật lệnh. Mật lệnh này nhìn sơ qua giống như một chiếc chìa khóa màu bạc khiến cho người ta có cảm giác phong cách cực kỳ cổ xưa mật lệnh này chính là mật lệnh đi thông tới thiên cơ bí cảnh sao giang trần cũng biết rất nhiều bí cảnh muốn đi tới phải cần có các loại mật mệnh tương ứng loại mật lệnh này có khả năng là chìa khóa có khả năng lại là bùa hộ mệnh có khả năng là thứ để chứng nhận thân phận một khi không có mật lệnh mà tiến vào bí cảnh mà nói trước tiên sẽ bị cấm chế của bí cảnh công kích nếu như thiên cơ bí cảnh thực sự thần kỳ như vậy mà nói vô luận thế nào giang trần cũng phải xông vào bên trong một lần dù sao thiên cơ bí cảnh có thể được xưng là đi thông tới thiên đạo, có thể trực tiếp đi thông tới vị diện chư thiên. Thiên cơ bí cảnh, mặc kệ có phải tồn tại thực sự hay không, mật lệnh này ta nhất định phải giữ kỹ. Thực lực của ta hiện tại tự nhiên không xứng để đi tới thiên cơ bí cảnh. Nhưng có một miếng mật lệnh trong tay, một khi thiên cơ bí cảnh xuất hiện, ta sẽ có cơ hội. Theo Giang Trần thấy, mật lệnh của thiên cơ bí cảnh này so với thiên vị phù chiếu còn đáng giá hơn nhiều. Tuy rằng một quả thiên vị, phù chiếu có thể khiến cho vô số phong hào đại đế điên cuồng đoạn, thế nhưng mà theo Giang Trần thấy, mật lệnh đi thông tới thiên cơ bí cảnh lại có sức nặng lớn hơn thiên vị, phù chiếu rất nhiều. Về phần thiên vị phù chiếu tự nhiên cũng có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Hiện tại ở thần uyên đại lục rốt cuộc có cường giả thiên vị, hay không cho tới nay vẫn là một dấu hỏi lớn. Giang Trần lăn lộn ở vạn tượng cương vực, tạm thời không tiếp xúc được tới mặt này. Về phần trong tông môn nhất phẩm rốt cuộc có cường giả thiên vị, hay không cũng là một dấu hỏi. Nhưng mà ở trên bát vực, cho dù có cường giả thiên vị, đoán chừng cũng là tồn tại giống như lông phượng sừng lân, thậm chí ngàn năm chưa chắc đã xuất hiện. Mà đại đa số phong hào đại đế đều không có hy vọng gì dựa vào bản thân tu luyện, mà đạt được thiên đạo tán thả. Chương Nh... 1139, Hai Phần Truyền Thừa Như vậy luyện hóa một quả thiên vị, phù chiếu sót lại từ thời thượng cổ chính là một cách tốt nhất để tấn chức thiên vị. Cho nên loại vật như thiên vị phù chiếu, một khi xuất hiện tất sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu vô số phong hào đại đế nghe tin sẽ lập tức hành động. Cho nên loại vật như thế này cũng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Mật lệnh thiên cơ bí cảnh, bổn mạng thiên vị phù chiếu, động phủ cung điện. Đây là ba kiện truyền thừa mà cường giả thiên vị thượng cổ quách nhiên lưu lại. Bất luận một kiện nào trong đó đều là bảo vật đỉnh cấp của thần uyên đại lục. Không thể tưởng tượng được a, à, cửu dương thiên tông bố trí ngàn năm, cuối cùng lại tiện nghi cho Giang Trần ta. Giang Trần nghĩ tới đây không khỏi có cảm giác muốn cất tiếng cười sảng khoái hắn đối với cửu dương thiên tông không có một chút hào cảm nào nhất là cửu dương thiên tông nhiều lần động phải hắn ân oán giữa hai bên đã sớm tới cục diện không chết không thôi cho nên có thể đoạt đồ từ cửu dương thiên tông chẳng những giang trần không thấy ngại mà còn cảm thấy sảng khoái khi trả được thù sau khi giang trần luyện hóa hạch tâm động phủ những liên hệ của động phủ này với phi vũ đại đế cũng triệt để mất đi hiệu lực bởi vì như vậy những bố trí kia của phi vũ đại đế cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa sau khi giang trần đem pháp thân của phi vũ đại đế an táng lại nhận truyền thừa của phi vũ đại đế dù sao để đó cũng là lãng phí phi vũ đại đế này tuy rằng là một kẻ tán tu thế nhưng có thể bằng vào thiên phú của bản thân cùng với số mệnh tu luyện tới cấp bậc như phong hào đại đế hiển nhiên cũng không đơn giản thủ đoạn thành danh của phi vũ đại đế cũng rất nhiều trong đó quan trọng nhất chính là một đôi phi vũ thần xí phi vũ thần xí này có hai loại thuộc tính là phong lôi vỗ cánh bay lên cao thanh âm vang vọng trời cao có xu thế mạnh mẽ tốc độ cực nhanh bên trong đám phong hào đại đế cũng là tồn tại hiếm thấy lúc trước nếu như không phải bị hai đại tông môn nhất phẩm hợp lúc đuổi giết lại bị các loại bẫy dập ám toán dùng tốc độ của phi vũ thần xí của hắn hai đại tông môn kia quả thực chưa hẳn có thể làm gì được hắn cuối cùng nếu không phải vì nguyên nhân thương thế căn bản hắn khó mà vẫn lạc được mặc dù sau khi trọng thương hắn không tiếc bất cứ giá nào thúc giục phi vũ thần xí Trước tiên thoát khỏi sự đuổi giết của hai đại tông môn, chạy tới trong Vạn Tượng cương vực. Phi Vũ thần sĩ này tuyệt đối là tiền vốn để cho Phi Vũ, đại đế tung hoành trong Thần Uyên đại lục. Cùng với Phi Vũ thần sĩ này còn có một môn độn thuật gọi là Phi Vũ độn thuật, môn độn thuật này phối hợp với Phi Vũ thần sĩ bỏ chạy như sấm sét, xuất quỷ nhập thần, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Trừ hai đại thủ đoạn đồng bộ này ra, Phi Vũ đại đế còn có một môn đao thuật, cũng vô cùng được, gọi là Phi Vũ đao. Phi Vũ đao, đao như bay múa, thế như sấm sét, biến hóa nhiều, tốc độ cực nhanh, khí thế mạnh mẽ, phong cách cao quý, là tồn tại khó mà địch nổi. Trừ môn đao kỹ này ra, phi vũ đại đế còn có một cái pháp bảo gọi là phi vũ kính. Cái pháp bảo này có thể dùng trong chiến đấu, làm giảm tốc độ của đối thủ. Quang mang lóe lên, chỉ cần bắn chúng đối thủ, mặc kệ đối phương nhanh ra sao, tất sẽ bị ảnh hưởng, tốc độ đại giảm. Năm đó phi vũ đại đế cùng với rất nhiều phong hào đại đế giao thủ qua, phi vũ kính này kết hợp với phi vũ đạo cũng chém giết qua vài phong hào đại đế đồng cấp thậm chí hắn bị mấy phong hào đại đế liên hợp đuổi giết dựa vào phi vũ kính này mấy lần phá tan vòng vây cũng khó có thể chối bỏ công lao của phi vũ kính này chính là bởi vì những bảo vật và thần thông này phi vũ đại đế mới có thể trở thành nhân vật phong vân một thời trong vô số phong hào đại đế của thần uyên đại lục khi đó phong hào đại đế bình thường cho dù xuất thân hào phú cho dù cả đám đấu với một người cũng không phải là đối thủ của phi vũ đại đế mà số mệnh của phi vũ đại đế này cũng không tồi, không ngờ, trong lúc vô tình lại đạt được động phủ truyền thừa của cường giả thiên vị thượng cổ. Phải biết rằng đây chính là kỳ ngộ ngàn năm khó có được. Nhưng mà cũng chính bởi vì lần kỳ ngộ này mà đưa tới họa sát thân cho hắn. Bị hai đại tông môn nhất phẩm liên thủ đuổi giết, đối phương xuất động ít nhất 10 tên phong hào đại đế. Một đường bao vây chặn đánh mới khiến cho phi vũ đại đế chịu thiệt thòi lớn, cuối cùng bất đắc dĩ mới thúc giục phi vũ thần xí tới cực hạn, thoát khỏi vòng vây sau khi trốn vào trong vạn tượng cương vực hai đại tông môn không truy tìm được bóng dáng hắn nữa hai đại tông môn đối với hành động của phi vũ đại đế cũng phỏng đoán rất nhiều có người nói hắn hẳn trốn ở trong một nơi hẻo lánh của vạn tượng cương vực cũng có người phỏng đoán phi vũ đại đế xuyên qua vạn tượng cương vực một đường tiến vào địa phương ngoan hoang địa phương ngoan hoang đó cũng không phải là địa bàn của nhân tộc cho dù là tông môn nhất phẩm cũng không dám tự tiện tiến vào về phần vạn tượng cực cảnh hai đại tông môn cũng không phải là chưa từng nghĩ tới thế nhưng bọn họ cảm thấy dùng năng lượng sinh mệnh ít ỏi của vạn tượng cương vực căn bản không có khả năng chống đỡ cho một cường giả phong hào đại đế tránh né lâu như vậy hơn nữa vạn tượng cương vực các thế lực trong vạn tượng cương vực cũng không phải là mặc người chém giết nếu như mạnh mẽ xâm nhập vạn tượng cực cảnh khó tránh khỏi sẽ khiến cho vạn tượng cương vực cảnh giác sau đó sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyển ngược lại càng dễ làm bạo lộ bí mật của phi vũ đại đế cho nên bất kể là cửu dương thiên tông hay là bất diệt thiên đô đều cố gắng apis chế cho dù là lén lút tìm kiếm thì tuyệt đối cũng không làm kinh động tới thế lực bản thổ mãi tới gần trăm năm trước hai tông này mới nhớ tới biện pháp âm thầm thẩm thấu an bài thiên tài trẻ tuổi tiến vào trong vạn tượng cực cảnh tỉnh to ít vài lần vạn tượng đại điển trước kia kỳ thật hai tông cũng đều đi vào chỉ là không thu hoạch được gì mãi cho tới lần này lâm hải và quân mặc bạch thông qua kinh nghiệm của người đi trước tránh đi con đường mà người đi trước đã tìm tòi một đường tìm thấy nơi này thế nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng lại tiện nghi cho Giang Trần. Giang Trần cũng không có khách khí đem truyền thừa của phi vũ đại đế thu lại. Những thứ khác đều được xử lý, chỉ luyện hóa phi vũ thần xí cũng mất thời gian nửa ngày của Giang Trần hắn. Dù vậy cũng chỉ miễn cưỡng thu được mà thôi, muốn hoàn toàn luyện hóa, sợ rằng ít nhất cũng cần thời gian 5-3 năm. Đương nhiên Giang Trần cũng chỉ vì cái trước mắt. Bảo vật bổn mạng của phong hào đại đế nếu như chỉ cần dây lát là luyện hóa hoàn tất, vậy hiển nhiên là chuyện không có thực tế, chương 1140, không thể buông tha một. Truyền thừa của Quách Nhiên, truyền thừa của Phi Vũ, đại đế làm cho người cười cuối cùng là Giang Trần thoáng cái thu hoạch hai phần truyền thừa, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Tính toán thời gian, trừ khi tiến vào cho tới bây giờ cũng gần 7 ngày. Giang Trần quyết định vẫn nên ra ngoài sớm một chút thì hơn. Tuy rằng hắn ở trong vạn tượng cương vực này, thế nhưng đối với thế cục bên ngoài cũng vô cùng chú ý. Hắn có một loại dự cảm, dự cảm vạn tượng đại điển lần này sẽ xảy ra một ít chuyện cụ thể là chuyện gì hắn cũng không phỏng đoán ra được nhưng tám phần không phải là chuyện tốt gì cho nên sau khi đạt được truyền thừa giang trần không muốn lãng phí thời gian sau khi luyện hóa động phủ cung điện này có thể trực tiếp hóa thành một chiếc nhẫn chữ vật giang trần dựa theo lời nhắc nhở của chủ nhân nơi này lưu lại thần niệm khẽ động động phủ cung điện này lập tức hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong thức hải của giang trần sau khi đi ra khỏi cung diện giang trần đem thi thể của quân mặc bạch và lâm hải ném vào trong hồ nước màu xanh lá cây kia bằng vào lực ăn mòn của hồ nước này, thi thể hai người này không lâu sau sẽ triệt để hóa thành hư vô. Đến lúc đó cho dùng người cửu dương thiên tông và bất diệt thiên đô truy tới nơi này, cũng không thu hoạch được gì. Bọn họ tuyệt đối không điều tra ra dược nơi này, từng là nơi niết bàn của phi vũ đại đế. Sau khi làm tất cả mọi chuyện thỏa đáng, Giang Trần liền đi ra ngoài. Ngoại cảnh cực cảnh này vô cùng lớn, nếu không phải có ngọc giản phương hướng, chỉ sợ Giang Trần sẽ mất đi phương hướng. Hắn chuẩn bị tìm điểm truyền tống tiếp theo, hắn lập tức bóp nát ngọc giản, truyền tống ra vạn tượng cực cảnh. Ở nơi năng lượng sinh mệnh gần như bằng không này mà nói, mỗi một khắc hắn cũng không muốn ở lại nơi này. Ồ, trong lúc Giang Trần hành tẩu tiếp theo, thần thức đột nhiên khẽ động, hai chân dừng lại. Trong lúc mơ hồ hắn loáng thoáng nghe được có người gọi danh tự của mình, cơ hồ hắn đã cho rằng đó là ảo giác. Trong ngoại cảnh cực cảnh này vô cùng yên tĩnh, căn bản không nghe thấy tiếng gió thổi cỏ lay nào. Thanh âm này mơ hồ truyền tới, không ngờ càng ngày càng rõ ràng. Giang Trần, ngươi làm rùa đen rút đầu, không để ý tới sống chết của tiểu tình nhân ngươi sao? Lăng Bích Nhi đang ở trong tay ta, nếu như ngươi không đi ra. Được thôi, trong vòng 12 đếm, nếu như ngươi không hiện thân uông mỗ nhất định sẽ sủng hạnh tiểu tình nhân của ngươi. Sau đó từng người ở đây một, mỗi một người đều lên. Lần này Giang Trần nghe được rõ ràng thanh âm này, đây rõ ràng là thanh âm của Uông Hàn. Tại sao lại là hắn ta? Uông Hàn, tiểu tử này làm sao lại tiến vào được vạn tượng cực cảnh? Nếu như nhớ không nhầm, tiểu tử này hiện tại có lẽ đã chạy về Thánh Kiếm cung mới đúng a. À. Trong lúc này, Giang Trần nhanh chóng hiểu ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, bên ngoài nhất định đã xảy ra dị biến. Nếu không tất cả các tông của Vạn Tượng Cương vực, làm sao lại để người Thánh Kiếm cung tiến vào Vạn Tượng cực cảnh a? À? Giang Trần nghĩ tới đây, trong lòng tràn ngập lo lắng, đồng thời sát cơ đại thịnh. Mặc kệ xảy ra biến cố gì, cơ hồ hắn có thể khẳng định Thánh Kiếm cung này cùng với kẻ thù bên ngoài cấu kết bằng không mà nói, đừng nói là đại thánh đường, dùng thực lực của thánh kiếm cung, ngay cả những thế lực như đan kiền cung, Bắc minh tông tuyệt đối không cho đám người này vượt qua. Chứ đừng nói là, thong dong hung hăng cản quấy dương oai trong vạn tượng cực cảnh như vậy. Ha ha, Giang Trần, Lăng Bích Nhi này có tư sắc không tệ, tất cả những người trẻ tuổi trong vạn tượng cương vực, ai mà không chảy nước miếng vì nàng ta cơ chứ. Nếu như uông mỗ lột sạch nàng ta, người đoán xem sẽ có bao nhiêu nam nhân dục dịch. Người nói xem, nữ thần của vạn tượng cương vực thoáng cái biến thành tiện nhân mà ai cũng có thể làm chồng. Tiểu tử họ Giang, ngươi nghĩ xem khi đó trên đầu ngươi có bao nhiêu cái mũ xanh. Ngữ khí của ông Hàn cực kỳ ác độc, hiển nhiên đối với Giang Trần tràn ngập cừu hận, dường như muốn mượn lăng bích nhi triệt để phát tiết. Giang Trần giận tím mặt, lần trước nếu không phải uông kiếm vũ đột nhiên ra tay, hắn đã sớm diệt sát uông Hàn trên lôi đài. Hiện tại quả nhiên đánh rắn không chết, lại bị rắn cắn. Uông Hàn, xem ra người ăn gan hùm, lại quyết tâm muốn đối đầu với ta. Trong lòng Giang Trần phát lạnh, đối với Uông Hàn tràn ngập sát ý, hiển nhiên hành động của Uông Hàn đã chạm phải điểm máu chốt của Giang Trần. Bình sinh đối thủ mà Giang Trần, ghét nhất chính là kẻ mà dùng người bên cạnh để áp chế hắn. Lăng Bích Nhi là sư tỷ đồng môn, là một trong những người có quan hệ tốt nhất với Giang Trần ở Đan Kiền Cung. Giữa hai người tuy rằng không phải loại quan hệ như Uông Hàn nghĩ, thế nhưng Uông Hàn cũng biết vị sư tỷ này đối với hắn quả thực vô cùng tốt trong lòng giang trần lăng bích nhi cũng là một người mà hắn nhất định phải thủ hộ mặc kệ hiện tại lăng bích nhi có thực sự rơi vào trong tay uông hàn hay không chỉ bằng những lời này của uông hàn giang trần đã quyết định phải chảm uông hàn phẫn nộ thế nhưng giang trần lại không có vì phẫn nộ mà mất đi lý trí uông hàn này có gan dám không chút kiêng nể kêu to như vậy nhất định có chỗ dựa thậm chí người mà hắn ta dựa vào không chỉ đơn giản là uông kiếm vũ nếu như uông kiếm vũ là ngọn núi lớn cho uông hàn dựa tin rằng bọn họ không tiến được vào vạn tượng cực cảnh nhất định còn có cường giả mạnh hơn nữa xuất hiện ngay cả tộc trưởng hạng vấn thiên của đại thánh đường cũng không thể đối kháng chẳng lẽ cửu dương thiên tông rốt cuộc cũng vạch mặt trong lòng giang trần tràn ngập nghi hoặc từ tình huống của phi vũ đại đế cửu dương thiên tông không có đạo lý sẽ vạch mặt công nhiên xâm lấn a à, cửu dương thiên tông nếu như dám ngang nhiên xâm lấn không thể nghi ngờ sẽ khiến cho những tông môn nhất phẩm khác chú ý đối với kế hoạch của bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt không phải cửu dương thiên tông chẳng lẽ là bất diệt thiên đô giang trần nghĩ tới đây cũng lắc đầu bất diệt thiên đô và cửu dương thiên tông đều có tình huống không sai biệt lắm cho dù muốn xâm nhập cũng phải âm thầm mưu đồ tuyệt đối không dám ngang nhiên xâm lấn trong lúc nhất thời giang trần cũng không hiểu rõ thế nhưng hắn có thể khẳng định bên ngoài nhất định đã xảy ra biến cố cực lớn nếu không tất cả các tông của vạn tượng cương vực tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn người thánh kiếm cung xâm nhập vào nơi này thanh âm mang theo tiếng cười của uông hàn không ngừng truyền tới trong lời nói tràn ngập sự bỉ ổi và tục tiễu, đem bản chất hèn mọn bỉ ổi của Uông Hàn phát huy ra vô cùng tinh tế. Chương 1141, không thể buông tha hai. Trong lúc đó từ hư không lại truyền đến thanh âm lạnh lùng, mà trong trẻo của Lăng Bích Nhi, Uông Hàn, ngươi càng nói càng khoa trương, lại càng chứng minh ngươi trột dạ. Không thể tưởng tượng được đường đường là, đệ nhất thiên tài của Thánh Kiếm Cung lại hèn mọn bị ổi như vậy. Quả nhiên là mất mặt xấu hổ. Cho dù bây giờ ngươi tìm được tiền bối hoàng cảnh làm chỗ dựa, cũng không cải biến được sự thất bại của ngươi dù ngươi nhận xích đỉnh hoàng đế làm cha ở trước mặt giang trần ngươi vĩnh viễn đều là kẻ thất bại nghe thấy thanh âm của lăng bích nhi sắc mặt giang trần lập tức trầm xuống quả nhiên là sư tỷ lăng bích nhi một cỗ lửa giận ầm ầm bạo phát sát ý khôn cùng lập tức xông lên đầu uông hàn uông hàn giang trần âm thầm lẩm bẩm hai chữ này trong mắt tràn ngập sát ý lạnh thấu xương tên hỗn đản uông hàn này hiển nhiên đã khiến cho giang trần triệt để giận dữ cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, Giang Trần không vì thế mà mất đi lý trí. Hắn biết rõ theo lời nói của Lăng Bích Nhi, bên trong có ý tư nhắc nhở. Xích đỉnh trung vực, cường giả hoàng cảnh. Trong lòng Giang Trần giật mình, hắn tuyệt đối không ngờ tới người ngang nhiên xâm lấn lại là người xích đỉnh trung vực. Chẳng lẽ lịch sử 600 năm trước lại lần nữa tái diễn? Xích đỉnh trung vực này lần nữa xâm lấn, thế cục thoáng cái trở nên càng thêm phức tạp. Xích đỉnh trung vực, xích đỉnh trung vực. Trong cơn giận dữ Giang Trần vẫn tỉnh táo, biết rõ địch nhân là ai, khi đối phó sẽ dễ dàng hơn. Xích đỉnh trung lực là một nơi tiếp giáp với vạn tượng cương vực, có huyết hải thâm cừu với vạn tượng cương vực. Ngang nhiên xâm lấn cũng không tính là chuyện gì lạ. Chỉ là lần này bọn chúng dựa vào lý do gì? Lần xâm lấn 600 năm trước xích đỉnh trung vực dựa vào lý do báo thù, nói là hoàng thất vạn tượng đế quốc làm nhục một thánh nữ của xích đỉnh trung vực. Tuy rằng lý do này rất vụng về, thế nhưng cuối cùng cũng vẫn có lý. Vậy lần này bọn chúng sẽ lấy cớ gì? nhưng mà sau đó trong lòng Giang Trần lại sinh ra sự nghi hoặc, nếu như xích đỉnh trung vực xâm lấn, thánh kiếm cung vô sỉ đi theo địch cũng không tính là chuyện lạ gì. Thế nhưng mà mặt mũi của Uông Hàn lớn vậy sao? Có thể khiến cho cường giả hoàng cảnh của xích đỉnh trung vực thu hắn ta làm đồ đệ. Cố ý tiến vào trong vạn tượng cực cảnh này truy sát ta. Giang Trần cũng không tin Uông Hàn có mị lực lớn như vậy. Hơn phân nửa là cường giả hoàng cảnh của xích đỉnh trung vực kia hướng về hắn mà tới. Mà Uông Hàn bất quá chỉ là một nhân vật dẫn đường, để tớ mà thôi sau khi nghĩ rõ ràng vấn đề này trong lòng giang trần nghiêm túc lại tuy rằng hắn không biết người xích đỉnh trung vực vì cái gì mà muốn bắt hắn thế nhưng giang trần suy đoán có lẽ có quan hệ với những linh dược thiên cấp mà hắn đạt được trong dược viên thượng cổ thậm chí còn có quan hệ với vạn thọ đan mà những tin tức này xích đỉnh trung vực là thế lực gần nhất bọn chúng nhất định sẽ thu được tin tức rất dễ dàng tập trung vào người hắn mà chuyện hắn ở vạn tượng cực cảnh hơn phân nửa là người thánh kiếm cung để lộ bí mật lúc này giang trần đã cảm giác được bước chân của uông hàn đã ngày càng tới gần khu vực của mình khoảng cách song phương u f lắm hơn 10 dặm mà thôi bên phía uông hàn sau khi tùy ý khiêu khích một chặp lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào uông hàn hung dữ nhìn chằm chằm vào lăng bích nhi nói tiện nhân đừng tưởng rằng bằng vào một chút thông minh nhỏ của ngươi là có thể giấu giếm được mọi người Ngươi muốn mượn cơ hội này để thông báo cho giang trần để cho giang trần chạy trốn sao chật chật quả nhiên tình thâm ý trọng Đáng tiếc lá gan của tiểu vương bát đản Giang Trần kia quá nhỏ, không hiểu thương hương tiếc ngọc cho nên quyết tâm làm con rùa đen rút đầu, không quan tâm tới sống chết của ngươi rồi." Lăng Bích Nhi cười khinh miệt, "Tên vô sỉ nhà ngươi, bổn cô nương khinh thường nói chuyện với ngươi." Uông Hàn giận tím mặt, "Tiện nhân, đến lúc này ngươi còn giả vờ thanh cao cái rắm. Chờ thêm 12 thời thần nữa, xem Uông Mỗ sủng hạnh ngươi thế nào, ngươi lăng nhục Uông Mỗ thế nào, Uông Mỗ cam đoan, đến lúc đó ngươi sẽ dục tiên dục tử." Ha ha, nghĩ lại cảnh tượng này khiến cho Uông Mỗ tràn ngập chờ mong a. À. Tuy rằng trong lòng Lăng Bích Nhi lạnh lẽo một hồi, thế nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, lạnh nhạt nhìn về phía Cầm Ma tông chủ, "Tiền bối, ta đã đáp ứng đi với các người. Điều kiện tiên quyết là không bị Uông Hàn Vũ nhục. Nếu như tiền bối không tuân thủ hứa hẹn, tuy rằng vãn bối thực lực yếu kém, thế nhưng cũng có thể tự bạo nguyên thần." Cầm Ma tông chủ cười lãnh đạm, "Tiểu nha đầu, người đang uy hiếp ta. Nhớ kỹ nếu như không bắt được Giang Trần, đừng nói là uông hàn lão phu cũng sẽ khiến ngươi chết không dễ dàng lão nhân này ở trong vạn tượng cực cảnh tìm kiếm lâu như vậy không tìm được giang trần trong đầu tự nhiên tràn ngập oán khí tuy rằng một đường tới đây hắn luôn áp chế năng lượng sinh mệnh đem sự tiêu hao của mình áp chế xuống mức không kém cường giả thánh cảnh là bao thế nhưng mà loại tiêu hao vô cùng này khiến cho tâm tình của hắn ngày càng khó chịu dù sao nếu như lần này hắn không bắt được giang trần tổn thất của hắn vô cùng lớn trước đó nếu như đuổi giết người đan kiền cung nói không chừng còn có thể kiếm được một gốc linh dược thiên cấp cùng với một đám linh dược địa cấp sở dĩ hắn tiến vào đây đuổi giết giang trần là vì cảm thấy thu hoạch trên người giang trần còn lớn hơn hơn nữa bản thân giang trần lại là người mà sích đỉnh hoàng đế chỉ định muốn nếu như thực sự không bắt được giang trần lần đánh cuộc này của hắn sẽ thất bại đây là chuyện không thể nghi ngờ sẽ khiến cho tâm tình của hắn vô cùng uể oải sở dĩ trên đường đi hắn có thể dễ dàng tha thứ cho lăng bích nhi lăng mạ không có gây áp lực gì với Lăng Bích Nhi là vì hắn rất tự tin, dùng tu vi hoàng cảnh tam trọng của hắn, hắn cảm thấy có thể hoàn toàn áp chế một vãn bối thánh cảnh nhất trọng. Cho nên hắn khinh thường sẽ bỏ lời hứa của mình. Một khi không bắt được Giang Trần, như vậy cái hứa hẹn kia cũng không còn quan trọng. Dùng sự tức giận của Cầm Ma tông chủ, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ khách khí với Lăng Bích Nhi? Lăng Bích Nhi nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, nhưng mà sự quyết tâm trong lòng nàng lại không dao động một chút nào. Kỳ thực sau khi nàng đạt được truyền thừa của thiếu âm tiền bối, phù lật bỏ chạy trong tay hoàn toàn có thể dùng được. chí ít có 6 tới 7 thành nắm chắc chạy trốn, thành công thoát khỏi sự khống chế của cầm ma tông chủ. Chỉ là nàng vẫn không cam lòng, nàng muốn đợi sau khi tìm thấy Giang Trần, cùng bỏ chạy với hắn. Cho nên nàng tình nguyện chịu nguy hiểm, cũng muốn đợi Giang Trần xuất hiện. Vô luận thế nào nhất định phải đợi được tới lúc trước khi vạn tượng cực cảnh đóng cửa.